chương 571, hại ta thiếu chút nữa một kiếm chặt bỏ đi. Chúng ta. Sư tỷ, việc này ngươi không nên cùng ta đồng loạt ra tay. Tiêu giật phong khuyên nhủ. Sơ mặt kiên định nói, không được, ta không thể làm ngươi một người mạo hiểm. Tô sư bá sự tình, ta cũng tưởng tẩn một phần lực lượng. Ta không thể so ngươi nhược nhiều ít, ngươi ta cùng nhau, nắm chắc sẽ lớn hơn nữa. Hơn nữa, chúng ta không phải đạo lữ sao. Tiêu giật phong cảm nhận được nàng trong lòng kiên quyết, biết vô pháp khuyên động nàng hơn nữa hắn phát hiện tịnh đế liên tự hồ còn có một loại kỳ diệu diệu dụng, lúc cần thiết chờ, chính mình có thể thế sơ mặt ra tay. Bởi vậy hắn do dự một chút, vẫn là lựa chọn tôn trọng sơ mặt ý kiến. Hắn gật đầu cười nói, kia hảo, khiến cho chúng ta nhìn xem, này yêu tộc thiên kiêu nhóm có vài phần thực lực. Làm cho bọn họ biết nhân tộc không phải dễ chọc. Sơ mặt miễn cười mà nhìn hắn gật gật đầu, hai người đều sinh ra một cổ hào khí. Hy vọng chúng ta có thể vì này hoang dã nơi nhân tộc thụ khởi tấm gương, làm cho bọn họ không hề hèn mọn mà tồn tại. Đảo cũng là chuyện tốt. Sơ mặt nói. Tiêu giật phong cười nói, nếu chúng ta thật có thể làm được, nhất định có thể làm cho bọn họ biết, nhân tộc không kém gì người. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở nói, bất quá, sư tỷ. Tại đây phía trước, khả năng sẽ có nhân tộc bởi vì chúng ta sự tình mà chịu liên lụy. Sơ mặt lắc lắc đầu nói, sư đệ không cần lo lắng, ta phân rõ nặng nhẹ. Nàng sâu kín nói, không có gì thay đổi không cần trả giá đại giới, cùng với vẫn luôn đương nô lệ, trả giá một chút hy sinh, vẫn là đáng giá. Tiêu giật phong lúc này mới yên lòng, hắn liền sợ sơ mặt luyến tiếp nhân tộc chịu khổ, đến lúc đó chính mình hai người bị người đắn đo. Nhưng sơ mặt rõ ràng so với hắn trong tưởng tượng càng thêm lý trí cùng quyết đoán, nàng sẽ nhân từ cùng trách trời thương dân, lại phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Sơ mặt nhìn trong sơn động liếc mắt một cái, dò hỏi, thư giật ngươi tính toán như thế nào an bài. Hiện tại chỉ có thể trước cùng chúng ta ở một khối, hắn đã bại lộ diện mạo, yêu tộc với hắn mà nói đều không an toàn. Tiêu giật phong nói. Sơ mặt đối này cũng là tán thành, thư giật sớm đã bị có tâm người lưu ý tới rồi, đặt ở bên ngoài còn không bằng chính mình bên người an toàn. Hai người đi vào trong sơn động, thư giật xúc ở sơn động một góc mồ hôi đầy đầu. Sơ mặt thấy thư giật mặt mang thống khổ, không ngừng đang nói nói mớ, biết hắn làm ác mộng. Nàng tự nhiên mà ngồi sổng xuống, nhẹ nhàng duỗi tay ấn ở hắn cái trán, thi pháp làm hắn an tĩnh lại. Tiêu giật phong thấy thế cười cười, sơ mặt sư tỷ thật là ôn nhu. Làm xong này hết thảy, hai người khoanh chân tu luyện lên, lẫn nhau dụng tâm thanh nói chuyện với nhau, đàm luận chuyến này chi tiết. Sáng sớm hôm sau, tiêu giật phong đối sơ mặt cười nói, sư tỷ, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi tìm kia hai cái sư tử nói chuyện. Không thể đồng ý chúng ta liền ăn thịt kho tàu sư tử đầu. Tiêu giật phong muốn làm liền làm, đứng dậy hướng giam giữ tân hạo cùng tân mệnh địa phương đi đến. Đi vào nhà giam chỗ, hai chỉ sư tử vẻ oải không phấn chấn mà quỳ rạp trên mặt đất lại vô phía trước uy phong lẩm lẩm nhìn thấy tiêu giật phong tân mệnh có chút sợ hãi hiển nhiên ngày hôm qua tiêu giật phong vận mệnh tay dọa đến hắn hai người giờ phút này đã không có phía trước kiêu ngạo chỉ là trong ánh mắt thù hận vẫn là khó nén tiêu giật phong cũng không để bụng hắn cũng không trông cậy vào bọn họ thiệt tình thần phục hắn không ngại giết bọn họ hắn hỏi các ngươi có thể tưởng tượng hảo nghĩ kỹ rồi chúng ta huynh đệ hai người nguyện ý thần phục tân hạo gian nan mà mở miệng nói tiêu giật phong vừa lòng mà cười nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, ký xuống nô bộc huyết khế đi. Tân Hạo huynh đệ hai người sắc mặt khó coi đến cực điểm, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Dật Phong cư nhiên muốn bọn họ đính xuống nô bộc huyết khế. Bất quá bởi vì này huyết khế cũng là có thể chủ động cởi bỏ cùng chuyển nhượng, bởi vậy bọn họ chỉ có thể cắn răng cùng Tiêu Dật Phong ký kết nô bộc khế ước. Tiêu Dật Phong hơi chút giải khai điểm bọn họ tu vi, hai người từ cái trán ngưng tụ ra một đạo huyết sắc phù văn, bị Tiêu giật Phong thu hồi. Huyết khế nhập thể. Tiêu Dật Phong cảm giác được hai người sinh tử đều ở chính mình nhất niệm chi gian. Hắn lộ ra ý cười, này yêu tộc nô bộc huyết kế còn rất phương tiện, đảo tỉnh chính mình công phu. Hắn đem hai người trên người cấm chế đều giải trừ, làm hai người khôi phục lực lượng. Hai người đem trên mặt đất cục tay nhặt lên, tiếp ở chính mình trên tay, thực mau liền gãy chi trọng tục. Thấy bọn họ tưởng khôi phục hình người, Tiêu Dật Phong cười lạnh nói, các ngươi muốn dùng hình người kéo xe, ta cũng không ngại. Ngươi. Tân Hạo hai người không nghĩ tới hắn thật muốn làm cho bọn họ kéo xe khí một vật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Ta hai người tuy rằng nhận ngươi là chủ, nhưng ngươi không cần quá mức làm nhục chúng ta. Sư tộc sẽ không buông tha các ngươi. Tiêu giật phong rút ra kiếm, lạnh lùng mà nhìn bọn họ nói, vậy các ngươi kéo không kéo. Không kéo ta không ngại nướng các ngươi. Tân hạo mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng cả giận nói, kéo. Tiêu giật phong ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy có người nhận túng nhận được như vậy hùng hổ. Hắn vẽ mặt vô ngữ mà đem dơ lên một nửa kiếm thu trở về, mang theo hai người đi ra ngoài kéo liền kéo, lớn tiếng như vậy làm gì? Hại ta thiếu chút nữa nhất kiếm chặt bỏ đi. Tân mệnh hai người tuy rằng là song sinh tử, nhưng tân mệnh rõ ràng da mặt không tân hạo như vậy hậu, vẻ mặt cổ quái đến nhìn về phía tân hạo. Tân hạo lại ý bảo hắn, sống sót mới có thể gấp bội hoàng lại trở về. Sơ mặt nhìn tiêu giật phong mang theo hai chỉ bối sinh hai cánh sư tử đi ra, minh bạch tiêu giật phong cùng bọn họ nói hợp lại. Nhưng nàng thật sự không thích này hai cái làm nhục nhân tộc, còn giết chính mình đồng môn yêu tộc. Sư tỷ, hiện tại còn không phải giết bọn hắn thời điểm. Tiêu Dật phong ở trong lòng đối sơ mặt nói. Sơ mặt ở trong lòng trả lời, sư đệ ngươi lo lắng ta minh bạch, trước mắt còn không phải cùng yêu tộc không chết không ngừng thời điểm. Chúng ta sau lưng kia cường giả, giống như cũng cùng bọn họ cũng có chút sâu xa, hiện tại không nên đắc tội. Đối sơ mặt thiện giải nhân ý, tiêu giật phong phi thường vui mừng. Hiện tại còn không có được đến yêu hoàng ý chỉ, giết bọn họ huynh đệ sợ sư tộc sẽ mặc kệ hết thảy trực tiếp ra tay, thì mất nhiều hơn được hắn tế ra chiếc xe kia, dùng ánh mắt ý bảo Tân Hạo hai huynh đệ, bọn họ hai người cố nén khuất nhục mà hướng phía trước đi đến. Tiêu giật Phong đem kéo xe dây thường bó ở bọn họ trên người, cười lạnh nói, hiện tại thể nghiệm đến những cái đó bị nô dịch nhân tộc tư vị. Tân Hạo hai huynh đệ không nói một lời, Tiêu giật Phong cũng không trông cậy vào bọn họ có thể có cái gì lý giải. Hắn mang theo sơ mặt cùng thư giật lên xe, một roi rút đi, mở miệng nói, đi thôi, đi bắt hàng vực lẫm đông thành. Ngươi không trừ chúng ta cũng sẽ động. Tân mệnh cả giận nói, Tiêu giật phong lại là một roi trừ qua đi, cười lạnh nói, bản công tử thích trừ, ngươi có thể lấy ta thế nào? Ngươi! Tân mệnh tức giận đến thiếu chút nữa nhưng không được quay đầu đi cắn chết hắn. Tân hạo vội vàng mở ra cánh, kéo động ngọc đuổi đi hướng bầu trời bay đi. Tiêu giật phong thấy thế đem roi giao cho thư giật, nhàn nhạt nói, cho ta trừ, một đường trừ. Xem cái nào không vừa mắt trừ cái nào. Thư giật tiếp nhận roi, đi đến xe giá bên cạnh. Tiểu tử, ngươi dám động tay, ta lộng chết ngươi. Tân mệnh trống giận. Thư giật không nói một lời, một roi vẫn chắc trừ đi lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 572, vượt vực, vực đưa tin. Tiểu tạp chủng, ngươi thật can đảm. Tân mệnh nộ một trận lên, xoay người mở ra miệng khổng lồ, đang muốn há mồm táp tới. Tiêu giật phong dùng sức nắm chặt quyền, hắn trên cổ vòng tròn đột nhiên buộc chặt, cắt đứt hắn hai căn cốt đầu. Mà tân hạo trên cổ hoàng cũng buộc chặt, đem hắn cũng lạc đến vô pháp hô hấp. Chờ hai người thiếu chút nữa bị cắt đứt cổ thời điểm, Tiêu giật phong mới buông lỏng tay ra, làm cho bọn họ một lần nữa khôi phục. Lại có lần sau, ta trực tiếp giết các ngươi trong đó một cái. Hoặc là thiến các ngươi. Tiêu giật phong lạnh lùng nói. Hai người đối tiêu giật phong xem như thật sự sợ, không dám lên tiếng nữa, thành thành thật thật mà kéo động ngọc đuổi đi bay nhanh hướng lẫm đông thành bay đi. Tiêu giật phong dùng ra bí pháp, đem chỉnh chiếc ngọc đuổi đi che giấu lên, tránh cho trêu chọc càng nhiều phiền toái. Những cái đó yêu tộc cho rằng bọn họ hai người sấm xong họa, khẳng định sẽ muốn chạy trốn hồi nhân tộc, đều trở về nhân tộc diệu ngày vực phong tỏa. Mà ở đi trước yêu hoàng thành phương hướng ngược lại không có bao nhiêu người vây đổ, hơn nữa hiện giờ tiêu giật phong hai người vận khí thật sự là không tồi. Hai người này một đường cư nhiên không có gặp được cái gì yêu tộc, liền tính gặp, cũng bất quá là chút tạp cá. Hoa mấy ngày, tiêu giật phong xa xa mà thấy kia tòa so lâm viên thành lớn mấy lần đại thành, minh bạch đó chính là lẫm đông thành. Tiêu giật phong phân phó nói, các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, thư giật, ngươi giúp ta nhìn bọn họ. Có dám hay không? thư giật nhìn hai cái hung thần ác sát yêu tộc, cắn răng gật gật đầu nói, dám. Tiêu giật phong vừa lòng gật gật đầu nói, ngươi nếu đã chết, ta sẽ diệt bọn hắn sở hữu cho ngươi chung cùng. Bọn họ cái nào dám dở trò, trở về nói cho ta. Hắn cùng sơ mặt đi ra ngoài, hai người ngự kiếm hướng lẫm đông thành. Sư đệ, thật như vậy yên tâm đem thư giật cùng bọn họ ở một khối. Sơ mặt hỏi. Hắn cùng chúng ta vào thành chỉ biết chọc phiền toái, cũng có thể trách trách hắn can đảm. Tiêu giật phong cười nói. Sơ mặt nhíu nhíu mày, không rõ tiêu giật phong nơi nào tới tự tin, dám để cho thư giật cùng bọn họ đãi một khối. Rốt cuộc kia bạch hổ hẳn là sẽ đi theo chính mình hai người vào thành mới đúng. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng tiêu giật phong, không có lại hỏi đến. Tiêu giật phong như thế tự tin tự nhiên là bởi vì hắn ở tân mệnh thức hải trung làm chút tay chân, hắn nếu thật dám đối với thư giật động thủ nói, chỉ sợ sẽ phát hiện chính mình căn bản không chịu khống chế. Tiêu giật phong cùng sơ mặt một lần nữa cải trang vào lẫm đông thành, bên trong thành so với đơn sơ lâm viên thành muốn rộng lớn hùng vĩ quá nhiều. Hai người đi ở trong thành, nghe chung quanh đàm luận, còn ở trong thành nghe được chính mình hai người tin tức. Nghe nói sư tộc nổi trận lôi đình, đã phái tin anh tiến đến vây bắt chính mình hai người, càng là thả ra giá trên trời treo giải thưởng. Cải trang giả dạng sau hai người không có sợ hãi mà ở trong thành đi tới, hoàn toàn không sợ có người xuyên qua. Bọn họ đều mang mũ tràng, trên mặt diện tích che phủ cụ, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Bất quá ở kỳ kỳ quái quái yêu tộc trung, lại một chút cũng không có vẻ đột ngột. Tiêu giật phong lật xem tân mệnh ký ức, cũng không hề hai mắt một bôi đen. Hắn thực mau ở trong thành tìm được rồi chuyên môn cho người ta vận vật truyền tinh thiên cánh trạm dịch, hai người đi vào đến bên trong. Vị đại nhân này, các ngươi muốn vượt vượt đưa tin sao? Vẫn là vận vật. Một cái thằng lằng yêu kéo thật dài cái đuôi đi ra. Ta có đại sinh ý tìm các ngươi, kêu các ngươi có thể lời nói sự ra tới. Tiêu giật phong vẻ mặt cuồng ngạo bộ dáng. Khi thằng lằn yêu vẻ mặt khó xử nói, vị đại nhân này, có chuyện gì tìm ta cũng là giống nhau tiêu giật phong lấy ra một khối màu đen lệnh bài hỏi hiện tại có thể đem các ngươi lời nói sự kêu ra tới sao kia thằng làng yêu trên mặt cứng đờ rồi sau đó thật cẩn thận nhìn về phía tả hữu nói đại nhân thỉnh lên lầu chờ một chút tiêu giật phong hai người cùng hắn lên lầu hai ngồi xuống nhìn này yêu vực cái gọi là hảo trà thật sự khó có thể hạ miệng sư đệ nơi này là kia bạch hổ sở giới thiệu sơ mặt tò mò mà ở trong lòng hỏi đúng là bằng không ta cũng không dám lại đây nơi đây tiêu giật phong trả lời Thật mau, kia thằng lằng yêu mang theo một người mô người dạng gia hỏa đã đi tới, Tiêu Dật Phong cư nhiên nhìn không ra hắn là cái gì yêu tộc. Người nọ hơi thở nhìn qua là hợp thể cảnh tu vi, hắn lại đây về sau làm kia thằng lằng yêu lui ra. Hắn bày ra che chắn pháp trận sau, hỏi, tại Hạ Vương Hạo, hai vị chính là Phụng Hổ Lăng đại nhân chi mệnh tiến đến làm việc. Tiêu Dật Phong gật gật đầu nói, đúng là, sự tình quan trọng đại, ta yêu cầu nghiệm Minh chính bản thân. Hắn đánh đòn phủ đầu, lấy ra một khối tính vật, đánh vào pháp quyết kích hoạt vương hạo cũng lấy ra một khối tương tự bộ dáng tính vật đánh vào pháp quyết kích hoạt tiêu dật phong gật gật đầu nói ta phụng hổ lăng đại nhân chi mệnh yêu cầu các ngươi thay đưa tin hoang dã nơi ngoại không biết hai vị yêu cầu đưa tin nơi nào vương hạo hỏi bắt vực người vực hai nơi không biết như thế nào phí dụng bao nhiêu yêu cầu tiêu phí bao lâu tiêu dật phong mở miệng hỏi vương hạo nghĩ nghĩ nói hiện giờ quản khống có điểm nghiêm khắc bất quá đại khái bảy ngày liền có thể đưa đạt rốt cuộc đây là chúng ta đặc thù đưa tin phù. Đến nỗi cái này phí dụng, 300 cực phẩm yêu nguyên một quả ngọc giản, tin tức ở trăm tự trong vòng. Tiêu giật phong tự hỏi một hồi, gật đầu nói, hảo, vậy làm phiền vương trưởng quầy. Hắn cùng sơ mặt đêm sớm đã chuẩn bị tốt mã hóa tin tức cho qua đi, bất luận kẻ nào nhìn đến đều sẽ chỉ là một đoàn loạn tự tự. Trừ phi dùng chuyên dụng tiết lộ công văn mới có thể cởi bỏ, mà hai người sở gửi cũng không phải hỏi thiên tông cùng thanh đế thành, mà là bên ngoài bí ẩn cứ điểm khi trưởng quầy tiếp nhận hai người tin tức, cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc loại này mã hóa văn bọn họ thấy được nhiều. Có thể vượt vượt truyền, đều không phải là cái gì chuyện nhỏ, rốt cuộc 300 cực phẩm yêu nguyên, cũng không phải là số lượng nhỏ. Tiêu giật phong lấy ra cùng bạch hổ đổi tốt yêu nguyên, thả đi lên. Vương hạo thu hồi yêu nguyên hậu tâm tình rất tốt, rốt cuộc đây chính là đại sinh ý. Hắn cười nói, hai vị xin yên tâm, ta thiên cánh trạm dịch hôm nay chắc chắn đem tin tức đưa ra đi. Tiêu giật phong hai người cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn, rốt cuộc bực này cơ mật truyền thông đạo, không có khả năng làm chính mình hai người quan kháng. Mà hôm nay cánh trạm dịch tồn tại đã hơn một ngàn năm, từ trước đến nay chỉ nhận tiền không nhận người, chỉ làm người quen sinh ý, không lừa già dối trẻ. Khi bọn hắn tiếp được ngươi đơn tử, đó chính là thiên vương lão tử tới, tin tức cũng sẽ cho ngươi phát ra đi. Làm phiền vương trưởng quầy, ta đây hai người cáo từ. Tiêu giật phong cười nói. Hai người đi ra trạm dịch, ở trong thành rẽ trái rẽ phải, cuối cùng ra khỏi thành, hướng tân hạo cùng tân mệnh đám người nơi bay đi về tới ngọc đuổi đi phụ cận phát hiện tân hạo cùng tân mệnh hai người đều thành thành thật thật dị thường an phận thư giật bọn họ nhưng có làm cái gì động tác nhỏ tiêu giật phong hỏi thư giật lắc lắc đầu nói không có an phận thật sự tiêu giật phong nhìn bọn họ liếc mắt một cái cười nói đại cẩu nhị cẩu các ngươi có thể a à, rất an phận tân hạo cùng tân mệnh đám người nghe được tiêu giật phong cho bọn hắn khởi tên đã chết lặng ngay từ đầu còn sẽ cãi cọ vài câu hiện tại bị đánh nhiều cũng liền an phận thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 573, thử kiếm hoang dã các tộc thiên kiêu, nhưng cầu một bại. Tiêu Dật Phong lấy ra chính mình một lần nữa tế luyện mấy con lá cờ, vung làm cho bọn họ dừng ở ngọc đuổi đi tứ giác, theo gió phiêu diêu lên. Hai cái sư tộc song kiêu tò mò mà quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy mấy con lá cờ mặt trên đồ đằng đã thay đổi. Khi đồ đằng là một cái chia làm chín tầng cung điện, chung quanh vần quanh chín loại bất đồng đồ vật, có kiếm, có hồ lô, có đỉnh, có tháp. Hỏi Thiên Tông, Nguyên lai like ngươi đến từ hỏi thiên tông. Tân hạo bừng tỉnh đại ngộ nói. Tiêu giật phong một roi trừ qua đi, lạnh lùng nói, kêu chủ nhân, không lớn không nhỏ. Đi, mang chúng ta đi lẫm đông thành chuyển một vòng. Tân hạo hai người do dự, này cũng quá mất mặt. Nhưng tiêu giật phong nhưng không dễ nói chuyện như vậy, một roi trừ qua đi. Hắn quát lạnh nói, ngại mất mặt. Ta đem các ngươi đầu chặt bỏ tới, cắm lá cờ thượng liền không mất mặt. Bọn họ mới nguyện ý tiếp tục đi phía trước bay đi, tiêu giật phong mệnh lệnh bọn họ đem hơi thở tản ra đi gần nhất bởi vì vạn yêu đại hội sắp bắt đầu rất nhiều yêu tộc đều bắt đầu từ bốn phương tám hướng chạy về vạn yêu vực mà bởi vì phía trước tiên bảo xuất thế nghe đồn bởi vậy lẫm đông thành cũng tới không ít yêu tộc thiên kiêu đoàn người phi gần lẫm đông thành bởi vì hơi thở kinh người thực mau liền đưa tới khắp nơi chú mục đó là nào tộc thiên kiêu hảo kinh người hơi thở cờ xí chưa thấy qua a à, lần đầu tiên thấy này cờ xí cùng đồ đằng khi kéo xe hai chỉ sư tộc như thế nào như vậy giống sư tộc hai vị thiên kiêu bối sinh hai cánh xuất khiếu trung kỳ sư tộc này cùng sư tộc tân hạo cùng tân mệnh giống nhau như đúc a không phải giống căn bản chính là bọn họ bọn họ như thế nào trở thành kéo xe rốt cuộc là ai như vậy cùng vọng dám dùng sư tộc thiên kiêu tới kéo xe hoàng thái tử cũng không dám đi có người nhận ra tân hạo cùng tân mệnh huynh đệ hai làm cho bọn họ hận không thể đào cái lỗ chui xuống này cũng quá mất mặt đời này đều xong rồi Tiêu giật phong làm cho bọn họ ở cửa thành trước dừng lại, hắn cùng sơ mặt đứng đi ra ngoài, nhìn xôn xao càng lúc càng lớn lẫm đông thành. Không ít yêu tộc lập tức nhận ra bọn họ nhân tộc thân phận, một đám ồ lên. Là nhân tộc, đã sớm nghe nói sư tộc hai vị thiên kiêu rơi vào nhân tộc tay. Thật can đảm, cũng dám như thế vũ nhục ta yêu tộc, khi ta yêu tộc không người sao. Giết bọn họ, không thể làm cho bọn họ như thế kiêu ngạo. Nhìn lẫm đông thành cửa thành quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ yêu tộc, cùng bên trong càng ngày càng nhiều yêu tộc đi cửa thành tiêu giật phong cười ngạo nghễ tức cao giọng nói nghe nói yêu hoàng triệu tập thiên hạ thiên kiêu đi trước hoang thiên bí cảnh như thế việc trọng đại thế nhưng không dám mời chúng ta tộc thiên kiêu như thế xem ra này cái gọi là thiên kiêu thịnh hội bất quá là yêu tộc tự tiêu khiển lừa mình dối người theo ý ta tới yêu vực cái gọi là thiên kiêu đều là hư có kỳ danh hạng người sát chi như đồ cẩu hắn thanh âm truyền khắp nửa tòa lẫm đông thành một đám yêu tộc nghe được tức sùi bọc mép râu tóc đều dựng trẻ con dám nhục ta yêu tộc tìm chết cửa thành có tính tình táo bạo yêu tộc hóa ra nguyên hình, một con thật lớn hùng ưng phóng lên cao. Khi xuất khiếu cảnh con ưng khổng lồ hai móng thành câu hướng tiêu giật phong chọc tới, ý đồ đem hắn xé nát. Tiêu giật phong cố ý lập uy, toàn lực ứng phó, tịnh chỉ thành kiếm, lấy bảy kiếp trảm thiên quyết bổ ra nhất kiếm. Khi con ưng khổng lồ kêu thảm thiết một tiếng, một phân thành hai, ngã xuống xuống dưới, lại là bị tiêu giật phong chặt đứt một con cánh. Tiêu giật phong cười ngạo nghễ nói, giấy giống nhau xuất khiếu, ngăn không được ta nhất kiếm hôm nay hỏi thiên tông vô nhai điện tiêu giật phong cùng tuyết bay điện sơ mặt chính thức hướng yêu tộc thiên kiêu hạ chiến thư ta hai người đem một đường đi trước yêu hoàn thành thử kiếm hoang giả nơi các tộc thiên kiêu nhưng cầu một bại hợp thể cảnh dưới có thể bại ta hai người giả ta hai người nạp đầu liền bái từ đây vì nô vì tỳ nếu yêu tộc không một hợp chi đem thật sự không có lấy đến ra tay thiên kiêu cũng đại có thể lấy hợp thể cảnh trở lên đối phó ta hai người chỉ là về sau yêu tộc đám phế vật cũng đừng lấy thiên kiêu tự cho mình là này chiến sinh tử bất luận, yêu tộc có dám tiếp được. Bầu trời giờ phút này thay đổi bất ngờ, đem bốn phía nhuộm thành một mảnh kim sắc, tất cả mọi người cảm giác được một cổ khủng bố hơi thở áp xuống. Tiêu giật phong thanh âm xa xa truyền ra đi, truyền khắp toàn bộ lẫm đông thành, ẩn ẩn có nói là làm ngay thiên uy chi thế. Mà hắn càng cảm giác được chính mình khí vận thế nhưng thật cùng yêu tộc có điều liên lụy, thành một loại bên này giảm bên kia tăng quan hệ. Cái này làm cho chính hắn đều có điểm giật mình, đây là thiên mệnh chi tử sao. Chính mình chính thức hạ chiến thư, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng thế nhưng thật có thể lay động yêu tộc khí vận. Chỗ tối bạch hổ tuy rằng biết con đường phía trước không dễ đi, nhưng vẫn là cảm thấy thực khoái ý. Tiểu tử này thật là đi đến nào loạn đến nào, vẫn là quen thuộc kia vị. Đủ kiêu ngạo, ta thích. Hắn bên cạnh cô bé chẳng lẽ là thật hóa. Bất quá hắn tưởng tượng đến ở xích tiêu giáo gặp qua cái kia bạch y nữ tử, liền cảm thấy thật bình thường. Nàng kia vô cùng có khả năng là hỏi thiên tông quản hàng tiên tử, kia hắn lại lừa một cái hỏi thiên tông nữ đệ tử, lại có cái gì hảo kỳ quái bất quá tiểu tử này có thể a à, đây là tính toán thầy trò song thu một khi đã như vậy hắn tiêu dật phong thân phận sẽ không cũng là thật sự đi Ngươi tính thứ gì ta yêu tộc muốn tiếp được ngươi chiến thư có yêu tộc mắng to nói ta nãy hỏi thiên tông vô nhai điện thiếu điện chủ đại biểu cho nhân tộc hỏi thiên tông nhưng có tư cách tiêu dật phong hỏi hỏi thiên tông tuyết bay điện bắt vực thanh đế thành sơ mạc cũng tưởng lĩnh giáo yêu tộc biện pháp hay sơ mạc nhàn nhạt nói khi yêu tộc cứng họng hắn lại không biết trời cao đất rộng, đối với nhân tộc hỏi thiên tông cũng vẫn là đến giữ lại điểm tôn trọng. Đến nỗi cái kia bắt vực thanh đế thành, hắn nhưng thật ra không biết lai lịch, bất quá có thể cùng hỏi thiên tông đánh đồng, nói vậy cũng không phải tiểu địa phương. Yêu tộc mọi người nghị luận sôi nổi, một đám ở giao lưu lẫn nhau biết nói tin tức, đối trước mắt một nam một nữ nhiều chút kiên kỵ. Hỏi thiên tông một vị thiếu điện chủ, thật chiếc ở bọn họ yêu tộc, nếu là quan minh chính đại còn hảo. Nếu là bị người âm thầm lộng chết, đó chính là cùng hỏi thiên tông không chết không ngừng. Tuy rằng giữa hai bên còn cách một cái sao trời lĩnh vực, nhưng loại này đại tông môn trả thù lên, đó là khó lòng phòng bị. Tiêu Dật Phong hỏi, hôm nay ta chiến thư liền hạ này, lẫm đông thành nhưng có người tiếp chiến. Hảo cùng vọng gia hỏa, đừng tưởng rằng bắt hai cái tiểu sư tử liền có thể không coi ai ra gì. Yêu tộc không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Một cái dáng người cân xứng sắc mặt âm u thiếu niên đi ra, hắn xuất khiếu trung kỳ tu vi, trên người lại ẩn ẩn có cổ hơi thở nguy hiểm. Tiêu Dật Phong nhận thấy được Tân Hạo cùng Tân Mệnh hai người đều có chút kiên kỵ, xem ra này thanh niên không phải dễ dàng hạ người. Nhân tộc thiếu điện chủ, thu đảm đương nô lệ, nghĩ đến cũng là không tồi. Khi thiếu niên cười nói. Tiêu Dật Phong hơi hơi miễn cười nói, tiểu thúy hài, người mới bao lớn, khẩu khí không nhỏ. Không biết bản thể là cái gì, ăn ngon không? Bổn thiếu gia Chu Hồng Ngôn, nhớ kỹ, đây là người tương lai chủ nhân tên. Khi thiếu niên âm lãnh cười nói. Tuy rằng có người mắng ta, nhưng ngày mai trung thu, ta còn là nhợt nhạt canh bốn một chút. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 574, yêu tộc cũng chỉ dư lại lão nhược bệnh tàn sao. Người chung quanh vừa nghe thiếu niên tên, sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like là đằng xà nhất tộc Chu Hồng Ngôn, trách không được như thế tự tin, đây chính là xà tộc bảo bối. Đằng xà A, trách không được tuổi còn trẻ liền xuất khiếu cảnh, ta nếu là có đằng xà huyết mạch thật tốt. Yêu tộc Trung có người cực kỳ hâm mộ nói. Yêu tộc chủng tộc phân chia cực kỳ phức tạp, cùng loại khả năng chia làm bao nhiêu cái chủng tộc, tỉ như loài rắn, liền phân bao nhiêu tộc đàn. Xà tộc chủng quần khổng lồ, là yêu tộc đại tộc chi nhất, xà tộc trung đằng xà nhất tộc, liền càng thuộc về không thể treo chọc một loại. Bọn họ tuy rằng số lượng thưa thớt, nhưng thiên phú dị bẩm, mỗi một cái đều cực kỳ cường đại, mỗi một cái đằng xà thấp nhất thành tựu đều là hợp thể cảnh. Nguyên lai là điều con rắn nhỏ, cũng dám nói ẩu nói tả. Bản công tử đảo nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, ta xem bắt ngươi đương cái đai lưng cũng không tệ lắm. Tiêu Dật Phong tay cầm một phen trung phẩm tiên kiếm, hóa thành một đạo thanh quang bay đến giữa không trung, lạnh lùng mà nhìn phía dưới Chu Hồng Ngôn. Nhân tộc, hoang dã nơi không phải ngươi loại này nuông chiều từ bé gia hỏa chơi hoành địa phương. Cho ta chết. Chu Hồng Ngôn trong tay xuất hiện hai thanh đoạn chủy, bay lên trời, thân hình chợt lóe, hướng Tiêu Dật Phong cắt tới. Hắn tốc độ nhanh như quỷ mị, Tiêu Dật Phong chỉ cảm thấy hắn trong nháy mắt liền xuất hiện trong người trước, hắn nhanh chóng hoành thân kiếm trước, hướng trời cao bay đi. Hai người ở không trung bay nhanh giao thủ, lấy mau đánh mau, từng tiếng binh khí va chạm thanh âm xuyên ra. Chu Hồng nói rõ hiện cùng tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu sung túc, biết giống tiêu giật phong như vậy tu sĩ, giống nhau chiến đấu dựa vào thuật pháp, bởi vậy muốn cho tiêu giật phong căn bản không có thi triển thuật pháp cơ hội. Nhưng tiêu giật phong rõ ràng không phải giống nhau tu sĩ, hắn đạt được hỗn động tiên thể về sau, mặc kệ tốc độ vẫn là thể chất đều so với phía trước càng cường. Bất quá giờ phút này hắn cùng sơ mặt hai người bởi vì cảnh giới nguyên nhân, vẫn là không thể đem tự thân tiên thể diệu dụng toàn bộ phát huy ra tới, chỉ có thể phát huy chút dễ hiểu tác dụng. Nhưng chẳng sợ như thế, cũng đủ làm hắn thực lực có cực đại đề cao, làm hắn có thể thành thạo mà cùng Chu Hồng Ngôn giao thủ. Hắn bắt lấy Chu Hồng Ngôn một sơ hở, một cái phá ma kiếm khí chém ra, đem Chu Hồng Ngôn trảm lui, rồi sau đó từng đạo trời Chu kiếm khí giống như vũ giống nhau sái lạc. Chu Hồng Ngôn trong lòng giật mình, há mồm vừa phun, một cổ màu xanh lơ sương khói bao phủ quanh thân, hóa thành một cái màu xanh lơ cái lồng, ngăn cản trời chu kiếm khí. Trời chu kiếm khí banh kích ở cái kia màu xanh lơ cái lồng mặt trên, thế nhưng không có khởi đến hiệu quả, chỉ là phát ra một tiếng trầm vang. Chu Hồng Ngôn cười đắc ý, đang định phản công, nhưng tiêu giật phong vốn chính là vì lập uy mà đến, làm sao có thời giờ cùng hắn nét mực. Hắn chân đạp thất tinh, lấy kiếm chỉ thiên, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, thi triển ra vô nhai điện tuyệt học thay trời hành đạo. Hiện giờ hắn thân là có được thuần túy lôi linh căn, càng là cái gọi là thiên mệnh chi tử, thi triển này thay trời hành đạo cùng phía trước miễn cưỡng hoàn toàn bất đồng. Nói là làm ngay giống nhau, bầu trời mây đen nhanh chóng ngưng tụ, đen nghìn nghiệt mà đè ở người trong lòng, một cổ cuồng cuồng thiên uy áp xuống. Chung quanh cuồng phong sậu khởi, phong vân quay chung quanh tiêu giật phong cuốn động, tiêu giật phong cao đứng ở không trung phía trên, giống như thần nhân giống nhau. Vì cái gì ta cảm giác được thiên kiếp hơi thở? Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự? Hỏi thiên tông có thể thay trời hành đạo, đại thiên hành phạt? Sao có thể, như vậy cũng quá nghịch thiên đi. Đánh không lại đã kêu thiên kiếp. Có yêu tộc thất thanh nói. Chung quanh yêu tộc đều bị sợ ngây người, này cũng quá vô lại đi phía dưới chu hồng ngôn càng là khó có thể tin hắn thân ở ở phong vân dưới rõ ràng mà cảm giác được hôm nay kiếp là thật sự sao có thể giả nhất định là giả hắn khó có thể tin nói tiêu giật phong lạnh lùng mà nhìn phía dưới bị thiên kiếp tỏa định chu hồng ngôn lạnh lùng nói con rắn nhỏ ngoan ngoãn cho ta đương kéo xe đi hắn vung tay lên bầu trời kiếp vân trung một đạo lộng lẫy lôi đình hướng chu hồng ngôn tạp lạc chu hồng ngôn trong tay hai thanh đoạn chuyển ném đón nhận thiên kiếp tưởng chứng minh hôm nay kiếp là hư vọng nhưng hắn cơ hồ là nháy mắt đã bị từ bầu trời tạp lạc, hai thanh đoạn chủy bay ngược mà hồi, cắm trên mặt đất, lôi điện quấn quanh. Tiêu giật Phong lại lần nữa huy động trong tay trường kiếm, dẫn lạc bầu trời lôi đình hóa thành một phen thật dài lôi đình chi kiếm từ thiên mà rơi. Trống. Chu Hồng Ngôn bị một đoàn xanh đậm sắc sương mù dày đặc bao phủ, hóa ra nguyên thân. Một cái bối sinh hai cánh cự xà bay lên trời, há mồm phun ra một đạo màu đen năng lượng cầu nghênh hướng kia lôi kiếm. Lôi kiếm bị phá hủy, cự xà xoay quanh ở không trung, mở ra hai cánh, triệu tiêu giật phong gào thét lớn bay tới. Tiểu tử, ta nuốt ngươi. Hắn giống như tia chấp giống nhau, bồn máu mồm to trong nháy mắt liền tới đến tiêu giật phong trước người, ý đồ một mụn đem tiêu giật phong nuốt. Tiêu giật phong nhất kiếm chém ra, bầu trời lôi đình hóa thành một đạo cự long ngay lập tức tới, cắn ở cự xà trên người, mang theo hắn tạp lạc. Tiêu giật phong không hề do dự, mạnh mẽ thúc giục thiên kiếp rớt xuống, đạo thứ tư thiên kiếp hóa thành một kim giác thần nhân, cưỡi ở trên chiến mã xung phong liều chết mà xuống rồi sau đó đạo thứ năm giống như đại pháo giống nhau, xỏ xuyên qua thiên địa, nháy mắt đánh sâu vào mà xuống, khủng bố lôi trụ bao phủ đằng xà quanh thân. Phụ cận người đều cảm giác được kia khủng bố lôi đình chi lực, mặt đất đều rất nhỏ chấn động. Đằng xà bị liên tiếp ba đạo thiên kiếp anh đến da tróc thịt bong, vẫy tung bay, cháy đen một mảnh. Tiêu dật phong tắc phong thái như cũ mà cao trạm đám mây, nhất kiếm dẫn lạc bầu trời lôi đình hóa thành một con lôi đình kỳ lân rít gào mà rơi. Không công bằng. Vì sao ngươi có thể dẫn động thiên kiếp? Chu Hồng Ngôn trường lớn dựng mắt, mở ra phun ra nội đan, nội đan hóa thành trường kiếm theo hắn phi phát mà thượng. Đằng xà cùng lôi đình cấu trúc kỳ lân đánh vào một khối, rồi sau đó tạc vỡ ra tới, một cái cháy đen đằng xà từ thiên rơi xuống. Tiêu Dật Phong đứng ở cao thiên phía trên, cất cao giọng nói, kẻ hèn con rắn nhỏ, đảm đương không nổi cái gì thiên kiêu. Lẫm Đông Thành nhưng còn có như vậy gà vườn chó sóng giống nhau thiên kiêu. Bốn phía một mảnh cứng họng, một đám nhìn kia cháy đen một mảnh sinh tử không biết đằng xà, lại nhìn nhìn bầu trời vẫn cứ ở quay cùng thiên kiếp, trong lòng sợ hãi. Cùng vòng, khi dễ tiểu hài tử tính cái gì bản lĩnh, ta tới chiến ngươi. Một cái thanh y nữ tử đứng dậy, khẽ kêu nói. Tiêu giật phong nhìn qua đi, nàng kia bộ dạng giảo hảo, xem chi giống như tiểu gia bích ngọc giống nhau, nhưng hơi thở so với chu hồng ngôn chỉ cường không yếu. Nàng hóa thành một đạo lưu quang, quanh thân bay ra mười tới nói nho nhỏ phi đao bộ dáng lông chim, hướng tiêu giật phong bay tới. Tiêu giật phong trong lòng hơi rùng mình, nhưng ngoài miệng lại chẳng hề để ý nói, yêu tộc cũng chỉ dư lại lão nhược bệnh tàn sao, như thế nào không phải tiểu hài tử chính là nữ nhân. Cũng hảo, ta đang cần một cái cầm kiếm tỳ nữ, ngươi tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng cũng tính miễn cưỡng. Ngươi tìm chết. Thanh Lăng Vũ. Khi thanh y nữ tử khẽ kêu một tiếng. Khi mười tới nói lông chim nhanh chóng tại chỗ biến mất, mà từ tiêu giật phong trước người nháy mắt xuất hiện, phản phất xuyên qua không gian mà đến. Tiêu giật phong đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, bị trong đó một đạo xẹt qua gương mặt, cắt ra một đạo miệng vết thương, nếu không phải trốn đến mau, khả năng đã bị xuyên thủng đầu hắn né tránh một lần công kích sau chạy nhanh bay lên không bay lên từng đạo lông chim theo đuổi không bỏ cửa thành yêu tộc một đám cao giọng khen hay con làm tốt lắm cấp gia hỏa này điểm giáo huấn giết hắn dám đến ta yêu tộc dương oai không biết trời cao đất dày bất quá cũng có người nghi hoặc hỏi này nữ tử là ai như thế nào không nghe nói qua người bên cạnh phụ họa nói đúng vậy có như vậy bản lĩnh không nên bừa bãi vô danh mới đúng để nhất càng kế tiếp ta sẽ không lại xem bất luận cái gì bình luận cùng nhắn lại, thẳng đến nam chủ khôi phục ký ức. Các ngươi mỗi ngày thúc giục, quá ảnh hưởng ta tâm thái, ta sợ ta sẽ hạt sữa đại cương. Lại cường điệu một lần, ta không phải vì ngược các ngươi, không cần thiết sợ chi như rắn rết. Cuối cùng, này một quyển là có sư tỷ xuất diễn, nhanh. Chúc đại gia trung thu vui sướng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 575, Mỹ Nhân, biến trọc đã có thể khó coi. Trong đám người có một cái bà lão mặt mang đắc sắc cười nói, đó là ta thanh loan nhất tộc minh châu loan vũ vi liền vì lần này hoang thiên bí cảnh mà ra thế nguyên lai là thanh loan nhất tộc minh châu trách không được có như vậy bản lĩnh lần này hoang thiên bí cảnh xem ra có rất nhiều bất xuất thế các tộc thiên kiêu xuất thế tiến đến trông thấy việc đời này hỏi thiên tông thiếu điện chủ cũng là xui xẻo thư giật nghe bốn phía nghị luận lo lắng hỏi sơ mặt tỷ tỷ tiêu đại ca có thể hay không có việc sơ mặt lắc lắc đầu nói sẽ không điểm này vấn đề còn không làm khó được hắn sơ mặt nhìn tiêu giật phong lại không có một tia kinh hoảng thất thố bộ dáng, mà là bình tĩnh vô cùng. Nếu là liền này nho nhỏ lẫm đông thành đều không thể vượt qua, bọn họ cũng cũng đừng hoành đẩy yêu vực, dẹp đường hồi phủ tính. Nàng đối tiêu giật phong có tin tưởng, hơn nữa, tiêu giật phong tâm cảnh dị thường vững vàng, không phải bó tay không biện pháp bộ dáng. Bầu trời, tiêu giật phong bị dày đặc vũ kiếm truy phiền, nhất kiếm chém xuống, bức lui vũ kiếm. Ở hắn thúc dục hạ, không trung lôi kiếp nhanh chóng tỏa định kia thanh y nữ tử, hóa thành một con bàn tay khổng lồ ôm đồng hạ. Loan Vũ Vi sau lưng hai cánh mở ra, mấy trăm nói vũ kiếm từ trên người nàng chém ra, giống như mưa rền gió dữ giống nhau đem lôi đình bàn tay khổng lồ cấp xỏ xuyên qua. Nàng cười lạnh nói, ngươi thật sự có thể thi triển thiên kiếp, đáng tiếc, ngươi thi triển thiên kiếp tự hồ đến một tầng trùng điệp hơn nữa đi, đối ta còn là yếu đi điểm. Nàng hạ quyết tâm, ở đạo thứ sáu thiên kiếp phía trước, đem tiêu giật phong cấp đánh bại, bởi vậy sau lưng hai cánh mở ra, bay ra từng đạo vũ kiếm chém về phía tiêu giật phong. Nàng đôi tay ở trước ngực không ngừng kết ấn, khống chế được vũ kiếm vẽ ra từng đạo ảo diệu quỷ đạo chém về phía tiêu giật phong tiêu giật phong cười một tiếng dài nói phải không hắn nhanh chóng thi triển vạn kiếm quyết hướng đuổi theo vũ kiếm chém ra đồng thời thúc giục thay trời hành đạo chiêu lạc một đạo khủng bố thiên kiếp từng đạo lôi đình xiềng xích từ bầu trời dò ra bay về phía loan vũ vi này đó xiềng xích có thượng trăm nói trải rộng bốn phương tám hướng loan vũ vi trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng này đó xiềng xích thế nhưng lập tức vượt qua mấy cái cấp bậc nàng phát ra một tiếng nhẹ minh hai cánh rung lên nháy mắt hóa thành một đầu thật lớn thanh điểu như diều gặp gió. Thanh điểu ở một đạo lại một đạo xiên xích trung qua lại xuyên qua phi hành, thân hình phiêu dật mà nhanh chóng. Trậm rạp xiên xích từ thiên trung phi hạ hướng nàng đuổi theo, tốc độ kỳ mau. Xiên xích thật sự quá nhiều, nàng chỉ có thể thỉnh thoảng vứt ra một đạo màu xanh lơ vũ kiếm, đem những cái đó đánh úp lại xiên xích cấp đánh bay trở về. Tiêu Dật Phong thao tác thiên kiếp trực tiếp nhảy vọt qua đạo thứ hai, trực tiếp từ đạo thứ sáu bắt đầu rớt xuống. Nhưng này không thể nghi ngờ với hắn mà nói phụ tải cũng là cực đại, nhưng trước mắt là lập vi thời điểm, hắn không thể lộ ra bất luận cái gì một tia mệt ý. Nhìn Loan Vũ Vi ở lôi điện trật tự trung vịt không thôi, không ngừng vứt ra vũ kiếm chiêu giá xiềng xích. Tiêu Dật Phong ở trời cao trung cười nói. Vị này mỹ nhân nguyên lai là chỉ đại thanh điểu, nhưng ngươi như vậy vứt ra tự thân lông chim, liền biến trọc đã có thể khó coi. Loan Vũ Vi lại thẹn lại giận, phẫn nộ quá, tìm chết. Nàng mở ra hai cánh, cánh chim hạ ngưng tụ vô số lưỡi giao gió, theo nàng quát nhẹ, hướng Tiêu Dật Phong cắt tới. Loan tộc đạo hữu đừng sợ, ta tới trợ ngươi. Yêu tộc trung có một đạo màu đen thân ảnh bay ra, hướng tiêu giật phong công tới. Sơ mặt triệu hồi ra băng phách kiếm, nhất kiếm chém ra, giống như thiên ngoại phi tiên chung chung làm một đạo lưu quan bay về phía đối phương. Nếu là một chọi một công bằng quyết đấu, đối thủ của ngươi là ta. Người nọ bị sơ mặt ngăn lại, lộ ra thân hình, lại là một cái cả người hắc khí mạo đằng cường tráng thanh niên. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, trên đầu trường một đôi công công sừng trâu, đôi mắt đỏ đậm, tóc rối tung, như ma thần giống nhau thấy sơ mặt công tới, trở tay một cái phi triều bổ tới, cười một tiếng dài nói, tới hảo, ta liền bắt ngươi trở về ấm ổ chăng. Sơ mặt không nói một lời, chỉ là trên tay dùng nhiều điểm sức lực, từng đạo sắc bén kiếm khí phát sau mà đến trước. Hai người hình thể kém thật lớn, không ngừng ở giữa không trung trung giao thủ. Sơ mặt linh hoạt vô cùng, thả công kích sắc bén, thuật pháp hay thay đổi. Khi thanh niên vừa lúc là một cái khác cực đoan, tuy rằng tốc độ không mau, nhưng lực lớn vô cùng, da dày thịt béo. Là ma ngư tộc Bạch Đường, gia hỏa này cư nhiên cũng ở lẫm đông thành đường trắng còn có người khởi tên này hắn là ma ngưu tộc khí tử nghe nói đắc tội trong tộc cao tầng bị trục xuất ma ngưu tộc bất quá một thân bản lĩnh nhưng không yếu ta nghe nói qua hắn nhân xưng điên ngưu điên lên không ai kéo được này nhân tộc nữ tử xem ra thảm lạc cũng không biết ngưu nhai mẫu đơn là cái gì tư vị ha 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 này nữ tử này thân thể khả năng thừa nhận được người chung quanh phát ra ý vị thâm trường tiếng cười một đám chờ xem sơ mặt bị thua Tiêu Dật Phong cảm giác được sơ mặt bên kia cũng ở giao thủ, hơn nữa đối thủ không yếu, nhưng hắn cũng không có quá mức lo lắng. Sơ mặt chính là băng linh tiên thể, đừng nhìn nàng này mảnh mai bộ dáng, thực lực chỉ sợ không thể so chính mình nhược nhiều ít. Này ma ngư bạch đường muốn đánh bại nàng, chỉ sợ có điểm khó. Nhưng hắn bên này tiêu hao nhưng thật ra cực đại, thấy Loan Vũ Vi còn đang không ngừng giải dụa, ngoan cố chống cự. Tiêu Dật Phong chỉ có thể tăng lớn đối thiên kiếp khống chế lực độ, một cổ khủng bố vi áp buông xuống mà xuống. Thanh điểu thân hình một đốn, liền này trong nháy mắt mấy đạo xiềng xích đem thanh điểu cấp khóa trụ lôi đình giáo húng mà đi loan vũ vi phát ra hết thảm một tiếng cả người lôi điện lóng lánh phát ra lóa mắt quang mang tiêu giật phong sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh một đạo lại một đạo lôi điện xiềng xích đem kia thanh điểu thật mạnh trói buộc lên ở giữa không trung không thể động đậy lôi kiếp trung lực lượng điên cùng theo xiềng xích giáo húng mà đi thanh điểu bị điện đến lông chim cháy đen kêu thảm thiết liên tục yêu tộc bên trong kia bà lão xem đến khóe mắt tận nứt gầm lên một tiếng nói lớn mật người nô, dám thương tộc của ta Minh Châu. Tìm chết. Nàng nhổ xuống một cây trâm, tế khởi hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp nhoáng hướng tiêu giật phong giữa mày đâm tới, thế nhưng là muốn đem tiêu giật phong đương trường đánh gục. Này bà lão chính là động hư cảnh, tu vi so tiêu giật phong vượt qua ba cái bậc thang, có thể thấy được loan tộc đối này loan vũ vi coi trọng. Tiêu giật phong đang định lấy ra sơ mặt cấp bùa hộ mệnh lục, lại thấy kia lưu quang lấy càng mau tốc độ đi vòng vèo trở về, nháy mắt xuyên thấu kia bà lão giữa mày. Nàng vẫn không nhúc nhích ngốc lập tại chỗ, rồi sau đó bùng một tiếng đổ xuống dưới, hóa hồi nguyên hình, lại là một con màu xám chim bay. Chung quanh yêu tộc một đám sợ ngây người, hoàn toàn không thấy rõ đã xảy ra cái gì, như thế nào này bà lão sẽ bị chính mình vũ khí cấp đánh chết. Có chút thông minh điểm yêu tộc biết, xem ra này hai người bên người có cao thủ bảo hộ. Tiêu giật phong biết là bạch hổ âm thầm ra tay, con cười lạnh một tiếng nói, yêu tộc thiên kiêu chẳng lẽ liền này. Cùng thế hệ đánh không lại tới thế hệ trước. Yêu tộc trung có người trên mặt không nhịn được, rốt cuộc này thật là có chút khó coi nàng không chỉ là ta yêu tộc trung trường hợp đặc biệt, giết liền giết. Có người lạnh lùng nói. Chính là, ta yêu tộc luôn luôn công bằng công chính, sao lại ý lớn hiếp nhỏ. Có người ứng hòa nói. Tiêu giật phong đạm đạm cười nói, vậy là tốt rồi, các ngươi nếu là không tuân thủ quy củ, vậy đừng trách ta cũng không tuân thủ quy củ. Mắt thấy xiền xích trong vòng thanh điểu hơi thở càng ngày càng mỏng manh, tiêu giật phong buông lỏng ra nó. Thanh điểu phịch một tiếng cũng cùng kia đằng xà giống nhau rơi trên mặt đất, nàng cả người cũng là cháy đen một mảnh, vốn dĩ rực rỡ lung linh lông chim cũng bị điện đến cuốn lên. Giờ phút này nó trên người thỉnh thoảng có lôi điện hiện lên, làm nó hai chỉ móng vuốt cùng cánh thỉnh thoảng rung rẩy một chút. Đệ nhị càng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 576, xét đánh, ta trở về thu quần áo. Tiêu giật phong nhìn về phía đang cùng sơ mặt giao thủ kia đầu ma ngưu, ma Newton khi cảm thấy không ổn, gia hỏa này khẳng định không đánh cái gì ý kiến hay. Hắn là đi ngưu không tồi, nhưng không phải ngốc ngưu a. À. Hắn dùng sức vung, trong tay rìu lớn hướng trên mặt đất một phát. Mấy đạo thổ thạch từ trên mặt đất toát ra, hướng sơ mặt khép lại mà đi, mà hắn tác nhân cơ hội hướng lẫm đông thành chạy tới. Thua người không thua trận, trong miệng hắn còn hô, hôm nay đại gia tâm tình hảo, tha các ngươi một mạng. Tiêu giật phong cười lạnh một tiếng nói, Nga. Ta đây khiến cho ngươi tâm tình không tốt. Hắn thân hình mấy cái chớp động gian, nhanh chóng truy kích mà đi. Sơ mặt cùng hắn tâm ý tương thông, nhất kiếm cắm hạ, trong không khí trống rỗng sinh ra từng cây hàng băng bụi gai, ngăn trở bạch đường rời đi. Tiêu Dật Phong đã không có sức lực lại thi triển thay trời hành đạo. Hắn lấy kiếm bổ ra mấy đạo quỷ đạo, khẽ quát một tiếng nói, càng không kiếm trận. Bốn đạo hư ảo tiên kiếm bay ra, cắm ở bạch đường bốn phía. Bạch đường nháy mắt cảm giác chung quanh tự hồ trên dưới tả hữu đều điên đảo, hắn dừng ở một cái quỷ dị lực giữa sân. Hắn rít gào một tiếng hiện ra chân thân, một đầu cường tráng hắc ngư ma hắc khí hôi hổi, cúi đầu một đầu đánh vỡ cái này lực tràng, nhưng mà tiêu giật phong đã dừng ở hắn trước người, chặn hắn đường đi. Nhân tộc tiểu tử, ngươi tìm chết. Hám sơn đâm. Bạch đường mu mà một tiếng, móng trước đào đất, rồi sau đó thân hóa lưu quan, hai chỉ công công sừng trâu phím hắc quan hướng tiêu giật phong đỉnh tới. Cái loại này cũng bố điên cùng hơi thở, kia sâu kính phím hồng quang đôi mắt, giống như địa ngục mà đến, làm người vọng chi sinh ra sợ hãi. Tiêu giật phong sắc mặt ngưng trọng, đôi tay mở ra, hai chân dùng sức, cả người cơ bắp chợt khởi. Này nhân tộc điên rồi đi, cùng ma ngư tộc so sức lực. Lấy nhân tộc gầy yếu thân thể đi theo thân thể đứng đầu ma ngư tộc lực bính, hắn nhưng thật ra rất có ý tưởng. Đi ngưu, đâm chết hắn. Tiêu giật phong theo bản năng mà thân thể ấn nào đó quỷ đạo vận chuyển công pháp, trên người hắn phím ra không rõ ràng kim quang cùng hát quang. Hắn trên chân dùng một chút lực, tại chỗ tạc khởi bụi đất, hướng bạch đường mà đi. Hai người đánh vào một khối, tiêu giật phong đôi tay ở bạch đường đánh tới trong nháy mắt, bắt được hắn hai sừng. Băng. Hai người thế nhưng thế lực ngang nhau mà cương tại chỗ, chung quanh thổ địa một tất tất vỡ ra, kình phong tứ tán khai đi. bạch đường ra sức tưởng đem hắn đánh bay, mà hắn tưởng đem bạch đường ấn trên mặt đất. cho ta đảo. tiêu giật phong phẫn nộ mà gầm lên một tiếng, banh mà một tiếng, bạch đường bị hắn nặng nề mà ngã trên mặt đất, đem mặt đất rơi chấn động. ca mà một tiếng, thanh thúy thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. bạch đường một con trâu giác thế nhưng oai, hắn thống khổ mà ngao một tiếng. đại ca, đại ca, nhẹ điểm, ta giác giống như chặt đứt. Tiêu Dật Phong đôi tay gắt cao ấn bạch đường sừng trâu, nửa quỳ trên mặt đất áp chế hắn. Giờ phút này hắn cả người khí thế bốc lên, giống như hỗn thế ma vương giống nhau, nơi nào có tu đạo người tiên phong đạo cốt. Mọi người đều sinh ra một loại ảo giác, trước mắt gia hỏa này mới là ma ngưu đi. Nhân loại sao có thể lấy thân thể đem ma ngưu cấp phóng đổ, này liền thực thái quá. Tiêu Dật Phong lạnh lùng nói, ngươi không phải tâm tình hảo, phóng chúng ta một con ngựa sao? Vừa mới còn không ai bị nổi ma ngưu ngã trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám túng ba ba nói, đại ca, ta sai rồi. Ta đi ngang qua, vừa mới xét đánh, ta trở về thu quần áo. Tiêu giật phong vô ngữ, đây là đi ngưu. Chung quanh yêu tộc cũng đại dắt mất mặt, này ngưu tộc thiên kiêu còn muốn mặt sao? Ngươi mặc đâu? Tiêu giật phong hỏi. Này không phải bị đại ca ngươi ấn ở trên mặt đất cỏ sát sao? Ca, ngươi ngưu, ngươi là thật sự ngưu. Bạch đường nói. Ngươi mắng ta. Tiêu giật phong lại dùng điểm sức lực. Đau đau đau, ca, ta khen ngươi đâu? Ta phục ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Bạch đường vội vàng xin tha nói. Tiêu giật phong lúc này mới buông ra hắn sừng trâu, vỗ vỗ tay đứng lên, cười nói, tính ngươi thức thời giả, theo ta đi đi. Ai? Bạch đường từ trên mặt đất bò dậy, khôi phục hình người, trên đầu giác quả nhiên quay một con. Hắn đau lòng mà chạm vào một chút, lại đau mà nước mắt đều thiếu chút nữa ra tới. Ta này giác, có phải hay không hoàn toàn chặt đứt? Tiêu giật phong quay đầu lại nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, ngươi dám chạy, ta liền đem ngươi giác đều rút. Bạch đường vốn dĩ dịch bên kia chân tức thắt thu trở về, vẻ mặt đưa đám đi theo tiêu giật phong phía sau. Thầm mắng không thôi, gia hỏa này khẳng định không phải nhân tộc, nhân tộc nào có như vậy thái quá thân thể, nhất định là yêu tộc trang. Không nghĩ tới phong kinh vân đạm tiêu giật phong trong tay áo mặt tay cũng ở run nhẹ nhẹ. Hắn gãy xương, vừa rồi kia một tiếng không chỉ có có bạch đường xương cốt thanh âm, cũng có hắn. Nhưng muốn người trước hiển quý, người sau phải bị tội. Hắn cũng là bất cứ giá nào dùng gãy xương tay đem bạch đường ấn ở trên mặt đất hắn cũng đau đến không muốn không muốn. Nếu không phải bằng vào hỗn độn tiên thể yếu bất thương tổn, hơn nữa kia thần tới chi bút vận công phương thức, chỉ sợ chính mình liền nằm trên mặt đất. Này yêu tộc thân thể quả nhiên không dung kinh thường, chính mình vượt cảnh chiến các thiên kiêu kia không thành vấn đề. Nhưng dùng thân thể đi theo này đó yêu nghiệt so sức lực, vẫn là quá mức thác lớn. Hắn mang theo liền bại ba cái thiên kiêu y thế, bá khí trắc lậu hỏi, nhưng còn có yêu tộc thiên kiêu muốn nghênh chiến. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, không ai dám thác đại trở lên đi, đánh thua kia chính là thân bại danh liệt, còn ném yêu tộc người. Tiêu Dật Phong cũng không nghĩ lại kích thích bọn họ, nhàn nhạt cười nói, nếu không có, ta đây liền đi rồi. Chậm đã. Yêu tộc bên trong đứng ra một cái heo yêu, hắn là xuất khiếu đỉnh tu vi, lại chỉ là bình thường yêu tộc. Hắn nhìn về phía Tiêu Dật Phong, cười lạnh nói, ta tới lĩnh giáo ngươi điện pháp hay. Hắn rõ ràng là cho rằng Tiêu Dật Phong giờ phút này đã dầu hết đèn tắt, bằng không sao lại cuối cùng dùng thân thể chi lực hàng phục Bạch Đường. Giờ phút này chỉ cần có thể đánh bại hắn chính mình là có thể nổi danh. Đánh cuộc. Tiêu giật phong cười như không cười nói, ngươi nhưng thật ra đánh hảo bàn tính, bất quá, sự bất quá tam. Mỗi ngày bản công tử chỉ ra tay luận bàn ba lần. Ngươi sợ. Khi heo yêu rõ ràng mắt sáng trực lên, nổi danh cơ hội gần ngay trước mắt. Hắn đột nhiên bay ra tới, dừng ở tiêu giật phong đường lui thượng, phá hỏng hắn đường lui, lộ ra giữ tận tươi cười. Tiêu giật phong xoay người hướng hắn đi đến, lắc lắc đầu nói, ta mỗi ngày chỉ luận bàn ba lần, ba lần về sau, giết không tha khi heo yêu cười giữ tận nói, thiếu hư trương thanh thế, ngươi đã không có lực lượng. Phía sau chúng yêu tộc ngo ngoe rụt rịch, liền bạch đường cũng động nổi lên oai tâm tư. Tân hạo cùng tân mệnh hai huynh đệ cũng bắt đầu cân nhắc lên, chẳng lẽ là có thể động thủ. Bất quá hai người nô bộc huyết thề ở tiêu dật phong kia, lại là không thể tự mình động thủ, còn phải đề phòng tiêu dật phong mang theo bọn họ cùng nhau đi. Sơ mặt lại vẫn là đứng ở nơi xa, hoàn toàn không có cứu viện ý tứ, này tự nhiên là tiêu dật phong yêu cầu. Tiêu giật phong bước chân không ngừng hướng heo yêu kia đi đến, cười như không cười nói, thật là không biết sống chết. Mọi người thấy trên người hắn dâng lên một đạo làm cho người ta sợ hãi kiếm quan, dây lát lướt qua, rồi sau đó phản phất cái gì cũng chưa phát sinh. Tất cả mọi người có chút mờ mịt, không ít người đều tưởng chính mình ảo giác. Tiêu giật phong tiếp tục đi phía trước đi đến, cùng heo yêu gặp thoáng qua. Heo yêu vẫn không nhúc nhích, rồi sau đó đột nhiên nửa người trên rớt xuống dưới, thế nhưng đã bị chặn ngang cắt đứt. Đệ tam càng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh chương 577, sư đệ, ngươi tâm loạn. Bạch đường xem đến đôi mắt đều đột ra tới, đây là như thế nào làm được. Nháy mắt sát. Còn hảo tự mình không ra tay, bằng không chính mình đã bị nhất kiếm hai chặt đứt. Tân mệnh cùng tân hảo tác nhận ra, đây đúng là tên kia đánh bại chính mình sử dụng chiêu thức. Tiêu giật phong cùng sơ mặt hai người bay trở về đến ngọc đuổi đi kia, đứng ở ngọc đuổi qua. Bạch đường hắc mặt cũng bay lên ngọc đuổi đi, đứng ở tiêu giật phong phía sau một chút. Sơ mặt phương tay, bay ra mấy đạo hàng băng xiền xích, hướng đằng xà cùng thanh điểu chộp tới. Yêu tộc có người quát lạnh một tiếng nói, đem ta yêu tộc thiên kiêu lưu lại. Chính là, muốn chạy có thể, đem người buông. Đằng xà nhất tộc đi theo chu hồng ngôn bên người cường giả quát. Tiêu giật phong cười lạnh nói, bại giả vì nô, hai bên đều là như thế. Ta sẽ không thương bọn họ tánh mạng, muốn chuột lại cũng có thể, giao phó tiền chuột là được. Rồi sau đó hắn chậm rãi đảo qua một chúng yêu tộc, cười lạnh nói, các ngươi tưởng không tuân thủ quy củ cũng có thể, binh đối binh, đem đối đem. Những cái đó yêu tộc do dự, nghĩ đến vừa mới kia động hư cảnh bà lão không thể hiểu được đã chết, bọn họ vẫn là kiên kỵ. Này hỏi thiên tông thiếu điện chủ phía sau khẳng định có cường giả, chính mình đám người tùy tiện ra tay, khả năng sẽ chết. Sơ mặt trên tay không ngừng, tiếp tục đem hai chỉ nửa chết nửa sống yêu thú kéo lại ném ở trên xe. Tiêu giật phong hỏi, nhưng còn có cao thủ muốn thử kiếm. Bất quá lại đến, đã có thể sinh tử bất luận. Lần này thật sự lặng ngắt như tờ, nghĩ ra danh người, cũng đến ước lượng ước lượng tiêu giật phong nhìn quanh một vòng ngạo nghễ nói ta hai người kế tiếp đem một đường thử kiếm yêu hoàn thành thiên hạ nhưng có không phục giả cứ việc một trận chiến đi thôi sơ mặt mở miệng nói tân hạo cùng tân mệnh không dám vi phạm nhanh chóng lôi kéo hai người bay lên trời hướng nơi xa bay đi bất quá tốc độ không mau tiêu giật phong cười lạnh nói các ngươi muốn chết liền tiếp tục phi chậm một chút hai người lúc này mới nhanh chóng phát huy ra tốc độ lôi kéo ngọc đuổi đi biến mất ở nơi xa bất quá vẫn là có yêu tộc đuổi theo lại đây xem ra là muốn nhìn một chút có hay không cơ hội nhặt của hời. Tiêu giật phong không để ý đến bọn họ, đứng ở kia không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu đại ca, ngươi thật là lợi hại. Thư giật tiểu hài tử tâm tính, xem tiêu giật phong như thế khí phách, vẻ mặt sùng bái mà lôi kéo tiêu giật phong tay cầm lên. Tiêu giật phong mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, nhàn nhạt nói, chút lòng thành thôi, buông tay. Thư giật hoảng sợ, chạy nhanh buông tay. Bất quá hắn cũng có chút nghi hoặc, như thế nào tiêu đại ca tay mềm như bông, giống như không có xương cốt giống nhau tiêu giật phong trong lòng chửi má nó tâm đều có lão tử tay a à, đau chết mất sơ mặt cảm nhận được hắn bất đắc dĩ tiến lên một bước duỗi tay lôi kéo hắn tay nhìn qua cùng bình thường đạo lữ gian dắt tay giống nhau tự nhiên vô cùng tiêu giật phong cảm nhận được từ sơ mặt trên người truyền đến linh lực thế chính mình đem thương tay cấp đông lạnh trụ giảm bớt đau xót càng bởi vì hai người cùng nguyên nàng linh lực thế nhưng có thể trực tiếp thay đổi vì tiêu giật phong linh lực cái này làm cho hai người đều có chút kinh ngạc sơ mặt săn sóc mà tăng lớn linh lực cung ứng làm tiêu dật phong nhanh chóng khôi phục cái này làm cho tiêu dật phong cảm động không thôi sơ mặt quả nhiên là ngoài lạnh trong nóng Ôm nhu sang sóc sư đệ ngươi lần sau vẫn là đừng cậy mạnh sơ mặt trong lòng trách nói tiêu dật phong cười khổ một tiếng nói sư tỷ ta cũng không nghĩ a à. giống bạch đường ngươi có thể giao cho ta đối phó lần sau ta sẽ quyết đoán điểm sơ mặt nói hảo lần sau ta sẽ chú ý tiêu dật phong đáp vì sao chúng ta linh lực tương ngộ sẽ như thế sinh động? Sơ mặt nghi hoặc nói. Hẳn là tịnh đế liên nguyên nhân, chúng ta linh lực thuộc về cùng nguyên, bởi vậy có thể lẫn nhau thay đổi. Tiêu giật phong giải thích nói. Hắn cũng cảm thấy chính mình có điểm choáng váng, tòa ủng bảo sơn mà không tự biết. Này tịnh đế liên song sinh nhất thể, hai người lẫn nhau khí cơ tương liên, giống như nhất thể, cùng nhau tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Chính mình hai người cư nhiên vẫn là từng người tu luyện từng người, này thật là có điểm bảo thủ không chịu thay đổi hai người hiện giờ tay trong tay lẫn nhau phối hợp điều tức liền khôi phục lên cũng đặc biệt mau tiêu giật phong nhìn về phía sơ mặt thầm nghĩ trong lòng chỉ là kéo nắm tay khôi phục đều nhanh như vậy nếu là chính mình cùng sơ mặt càng tiến thêm một bước hai người hợp thể song tu kia chẳng phải là tiến triển cực nhanh hắn không khỏi có chút cổ quái mà nhìn về phía sơ mặt kia yểu điệu cao gầy lại phập phồng quyến rũ thân thể bởi vì hai người lẫn nhau tâm ý tương thông đối này đó cảm giác nhất mẫn cảm sơ mặt lập tức liền cảm giác được tiêu giật phong trên người truyền đến đối chính mình nào đó khác cầu sơ mặt bị hắn xem đến mặt đỏ lên trong lòng trong tiếng nhàn nhạt nhắc nhở nói sư đệ ngươi tâm loạn tiêu giật phong cười cười vội vàng thu liễm tâm thần giải thích nói ta bị khinh bỉ cơ tương liên vô tình mạo phạm sư tỷ chớ trách sơ mặt biết hai người một băng một hỏa một âm một dương lại ăn vào song sinh tịnh đế liên lẫn nhau cho nhau có trí mạng lực hấp dẫn tự nhiên sẽ không trách tội với hắn tân Hạo đám người lôi kéo ngọc đuổi đi bay một khoảng cách sau bạch hổ ra tay vì hai người che lấp khí cơ rồi sau đó mang theo toàn bộ ngọc đuổi đi trong nháy mắt dịch chuyển đi thoát khỏi mặt sau truy tung phía sau truy tung người lập tức giống như ruồi nhặn không đầu giống nhau căn bản tìm không thấy bọn họ tung tích một cái mang theo mấy người áo gấm trung niên nam tử ngừng lại mặt khác mấy người vẽ mặt nghi hoặc trong đó một người hỏi thành chủ làm sao vậy áo gấm trung niên nam tử bất đắc dĩ nói bọn họ bên người quả nhiên có cao thủ bảo hộ thế nhưng một cái chớp mắt chi gian biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi xem ra cũng là có bị mà đến Nói như vậy, muốn giết bọn hắn hai người, cũng chỉ có thể quan minh chính đại. Có người tiếc núi nói. Sợ cái gì, ta yêu tộc thiên kiêu vô số, còn sợ không ai thu thập hắn sao? Có người không cho là đúng nói. Áo gấm trung niên nam tử thở dài nói, nếu hắn dừng bước với Nguyên Anh tự nhiên có người có thể thu thập hắn, liền sợ hắn đột phá. Nào dễ dàng như vậy đột phá, chúng ta năm đó đều bị tạp ở cái này bình cảnh gần trăm năm. Có người cười nói. Áo gấm trung niên nam tử gật gật đầu, không hề truy tìm, mang theo mọi người đi vòng vèo. Tiêu giật phong đám người bị Bạch Hổ mang theo dịch chuyển đi, chính cái gọi là Vân Từ Long, Phong Từ Hổ. Bạch Hổ tốc độ cực nhanh, thoải mái mà đem mặt sau người ném không còn thấy bóng dáng tâm hơi, cuối cùng mang theo Ngọc đuổi đi ở một cái tiểu sơn cốc trung rơi xuống. Bạch Đường cảm nhận được chung quanh kia cổ kinh cũng lực lượng dao động, nơi nào không biết tiểu tử này bên người thật sự có cao thủ. Hắn tức khắc suy sụp hạ mặt tới, lập tức an phận lên. Giờ phút này tiêu giật phong trên người đoạn cốt trọng tiếp, linh lực cũng từ sơ mặt kia rút ra không ít, ít nhất có một trận chiến chi lực. Tiêu Dật Phong vỗ vỗ bạch đường bả vai, cười tủm tỉm nói, ký xuống nô bột huyết khế đi, bằng không ta đêm nay đã có thể ăn bò kho. Đại ca, ta đối với ngươi trung tâm Nhật Nguyệt chứng giám a, không cần đi. Bạch Đường vội vàng nói. Tiêu Dật Phong sắc mặt lạnh xuống dưới, sơ mặt mặt không lên tiếng cắt đứt bạch đường đường lui. Giao, ta giao. Bạch Đường chỉ có thể cùng Tiêu Dật Phong ký xuống nô bột huyết khế. Tiêu Dật Phong nhìn còn hôn mê bất tỉnh đằng xà cùng Thanh Điểu, đối Bạch Đường phân phó nói, ngươi giúp ta xem trọng bọn họ, chạy thoát một cái ta liền đánh gãy ngươi một con trâu giác. Được rồi, đại ca ngươi yên tâm. Bạch Đường sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới, đem đằng xà cùng Thanh Điểu cấp trói buộc càng khẩn một ít. Tiêu Dật Phong nhìn về phía Thư Dật nói, tiểu thí hài, xem trọng này mấy cái gia hỏa, có cái gì dị động liền nói cho ta, chúng ta đêm nay ăn bọn họ. Thư Dật thật mạnh gật đầu nói, tốt, Tiêu đại ca, ngươi yên tâm đi. Thư Dật phong dơ tay ở trong núi sáng lập một cái động phủ, lôi kéo sơ mặt đi vào động phủ bên trong. Đệ tứ càng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 578, ngươi hảo hảo cho bọn hắn hai cái khai đạo khai đạo. Bên ngoài bạch đường chán đến chết, nhìn thư giật hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi cũng là bị chọc tới sao? Ngươi mới bị chọc tới đâu, thành thật điểm. Thư giật tức giận nói. Bạch đường treo gẹo nói, ngươi đoán bọn họ đi vào làm gì? Tu luyện bái, còn có thể làm gì? thư giật trợn trắng mắt. Bạch đường rung đùi đắc ý nói, ai, quả nhiên là tiểu thí hài, gì cũng đều không hiểu. Ngươi mới không hiểu đâu, ít nói nhảm. Thư giật cười lạnh một tiếng nói. Nhưng bạch đường rõ ràng chính là cái lãm nhảm, vẫn là đi theo hắn nói cái không để yên, không ngừng lấy mặt nóng dáng mông lạnh. Hắn rõ ràng là tưởng từ thư giật trên người bộ ra tiêu giật phong đám người bên người cao thủ tin tức, nhưng thư giật đừng nói không biết, biết cũng giữ kín như bưng. Một lớn một nhỏ liền ở bên ngoài đấu trí đấu dũng, mà tân hạo cùng tân mệnh khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái ghé vào kia lẫn nhau dụng tâm thanh khe khẽ nói nhỏ lên tiêu giật phong tự nhiên không biết bên ngoài kia mấy cái gia hỏa tưởng chút cái gì hắn cùng sơ mặt tiến vào đến trong động hắn giơ tay một tấc một tấc mà đem sai vị xương cốt cấp một lần nữa tiếp trở về hỗn độn tiên thể quả nhiên dịu dụng vô cùng chỉ chốc lát sau hắn liền đem đoạn cốt khôi phục hắn nắm một chút nắm tay đã hoạt động không ngại quả nhiên là sinh cơ vô hạn bất quá hắn hạ quyết tâm lần sau tuyệt đối không cùng yêu tộc này đó giả mang gia hỏa so đấu thân thể trừ phi có thích hợp công pháp kỳ thật hắn có hại liền có hại ở không có thích hợp công pháp phát huy không ra chính mình thân thể lực lượng đơn luận thân thể tới nói hắn kỳ thật so yêu tộc còn cường nhưng hỏi thiên tông luôn luôn chú trọng đạo pháp thần thông căn bản sẽ không theo người khác đua sức trâu bởi vậy hắn cũng chỉ có thể đơn thuần dựa thân thể chi lực mà bạch đường chính là có chuyên môn tăng phúc công pháp sư tỷ chúng ta điều tức một lát khôi phục chút thực lực lại đi ra ngoài đi. Tiêu giật phong nói. Sơ mặt gật đầu, hai người khoanh chân ngồi xuống, giơ tay lẫn nhau khí cơ tương liên, điều tức khôi phục lên. Ở tịnh đế liên dưới tác dụng, hai người khôi phục tốc độ cực nhanh, hơn nữa nguyên anh kỳ bình cảnh ẩn ẩn có chút buông lỏng. Sơ mặt cũng cảm giác được này không thể tưởng tượng tốc độ tu luyện, không khỏi cũng có chút kinh hỉ. Qua một canh giờ, tiêu giật phong cùng sơ mặt hai người đều khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Tiêu giật phong thần thanh khí sản, tinh thần sáng láng mà cùng sơ mặt từ trong sơn động đi ra. Bạch Đường dùng có khác thâm ý ánh mắt nhìn Tiêu Dật Phong hai người, lộ ra vẻ mặt đáng kinh tươi cười. Đại ca, lợi hại a. À. Bạch Đường nói. Tiêu Dật Phong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi, liền kém không trực tiếp cho hắn một cái tác. Này ngư như thế nào liền như vậy tà ác. Sơ mặt sửng sốt một chút, không có minh bạch có ý tứ gì, tu luyện có cái gì thật là lợi hại. Tiêu Dật Phong thấy đằng xà cùng thanh điểu đều tỉnh, hai người biến trở về hình người chính hướng hắn trợn mắt giận nhìn. Hai người trên người đều cháy đen một mảnh, liền hình người cũng là đen tuyền, lông tóc căng căng đứng chổng ngược, theo mỏ than lôi ra tới giống nhau. Nhân tộc, ngươi muốn thế nào? Chu Hồng Ngôn cả giận nói. Ta khuyên ngươi mau thả bản công chúa, bằng không có ngươi đẹp. Loan Vũ Vi cũng uy hiếp nói. Tiêu Dật Phong còn chưa nói cái gì, Bạch Đường đã nổi giận nói, câm miệng, hai cái tù nhân, còn dám cùng ta đại ca tranh luận. Chu Hồng Ngôn nổi giận mắng, Bạch Đường, ta còn tưởng rằng ngươi là điều hán tử, ai biết là cái không biết xấu hổ chó săn. Chính là, xấu hổ với cùng ngươi làm bạn. Loan Vũ Vi kinh thường nói. Bạch đường mặt già đỏ lên, phản bác nói, ta đại ca anh Minh thần võ, ta bất quá là kẻ thức thời trang tuấn kiệt thôi. Các ngươi hai cái tốt nhất cũng cùng ta giống nhau, sớm một chút đầu nhập vào ta đại ca. Bạch đường hiện tại ý tưởng chính là bất chấp tất cả, nếu chính mình đều đã không hề tiết tháo đầu hàng, vậy kéo nhiều một chút người xuống nước. Đại gia cùng nhau bị tiêu giật phong hàng phục, tiêu giật phong càng cường, đối hắn liền càng có lợi đến lúc đó liền sẽ không có người cảm thấy là chính mình vấn đề, đến lúc đó đại ca chớ nói nhị ca, đại gia cũng thế cũng thế. Không thấy tân mệnh hai huynh đệ thí lời nói chưa nói sao. Tiêu giật phong lộ ra chút tươi cười, hắn nhưng thật ra có thể đoán được bạch đường ý tưởng. Đổi chính mình phỏng chừng cũng là như thế này làm, bất quá như thế nào cảm giác chính mình trước kia đã làm loại chuyện này. Bạch đường chó săn giống nhau chạy đi lên hỏi, đại ca, ngươi xem này hai tên gia hỏa làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? hoặc là làm trong tộc người lấy linh thạch tới chuột, hoặc là cho ta làm trâu làm ngựa. Tiêu Dật Phong cười nói. Nghe vậy Loan Vũ Vi hướng Tiêu Dật Phong trợn mắt giận nhìn, nói, sĩ khả sát bất khả nhục. Tiêu Dật Phong vẫy vẫy tay nói, Bạch Đường, ngươi hảo hảo cho bọn hắn hai cái khai đạo khai đạo. Giao cho ta đi. Bạch Đường lập tức gật đầu nói. Thư Dật kinh thường mà nhìn cái này chó săn liếc mắt một cái, dò hỏi, Tiêu Đại ca, sơ mặt tỷ tỷ, chúng ta kế tiếp mấy ngày làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ mấy ngày, chờ yêu tộc tin tức. Tiêu Dật Phong trả lời. Bạch Đường Tắc hỏi, đại ca vì sao không ra đi lại nháo hắn cái long trời lỡ đất? Tiêu Dật Phong cười như không cười nói, các ngươi yêu tộc còn không có chính thức tiếp được ta chiến thư, ta hiện tại đi ra ngoài không phải tặng không đầu người sao? Bạch Đường ám đạo nhân tộc quả nhiên một đám gian trá giả hoạt, chỉ có thể cường cười nói, đại ca anh minh. Tiêu Dật Phong không để ý tới Bạch Đường điểm này tiểu tâm tư, nhàn nhạt nói, bọn họ liền giao cho ngươi. Thư Dật, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta một chút sơ mặt đối thư giật nói. Thư giật gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Tiêu giật phong cùng sơ mặt đi ra ngoài, bạch đường nhìn bọn họ bóng dáng, trong mắt tinh quang chợt lóe. Hắn biết này hai người là đi gặp bọn họ sau lưng thần bí cường giả. Trên đường tiêu giật phong tác dụng tâm thanh cùng sơ mặt nói chờ một chút thấy bạch hổ yêu cầu chú ý chi tiết. Hắn sở dĩ mang sơ mặt lại đây, cũng là vì làm bạch hổ không hỏi nhiều dịp thần sự tình. Trước cuộc bạch hổ đáp ứng quá hắn muốn ở sơ mặt trước mặt giấu giếm dịp thần thân phận, tự nhiên liền không tiện nhiều dịp thần sự tình. Nói cách khác, hắn sợ chính mình nói nhiều sai nhiều. Hai người đi vào đến trong rừng rậm mặt, Bạch Hổ hiện ra thân hình, đứng ở cách đó không xa nhìn hai người. Tiêu giật phong cười nói, hổ gia, lần này phiền toái ngươi. Bạch Hổ trợn trắng mắt, phất tay nói, việc rất nhỏ, bất quá tiểu tử ngươi thật dám làm ầm ĩ. Hắn nhìn về phía sơ mặt, cự hồ không rõ tiêu giật phong vì cái gì mang sơ mặt lại đây. Tiêu giật phong kỳ thật hoàn toàn nhiều lo lắng, bạch hổ đối hắn là tiêu giật phong việc này sớm đã thấy nhiều không trách. Sơ mặt cung kính nói, sơ mặt gặp qua hổ lăng tiền bối. Bạch hổ cười ha hả nói, sơ mặt tiên tử không cần khách khí, cùng tiểu tử này giống nhau kêu ta hổ gia là được. Khi sơ mặt liền cả gan xưng tiền bối một tiếng hổ gia. Sơ mặt nói. Bạch hổ cười ha ha, từ những trữ vật lấy ra một khối hình vuông thảm lông, cười nói, đều ngồi đi. Tiêu dật phong khóe miệng trừ trừ, đây là khác nhau đối đãi sao? Như thế nào chính mình phía trước chính là trực tiếp ngồi dưới đất? Ba người ngồi xuống sau, bạch hổ từ những trữ vật lấy ra linh quả cùng linh tử làm hai người đừng khách khí. Sau đó hắn nhìn về phía tiêu giật phong hỏi, tiểu tử, ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Tiêu giật phong cười cười nói, tự nhiên là chờ yêu hoàng chính thức ứng chiến, yêu hoàng nếu không ứng chiến, ta cũng chỉ có thể từ hổ gia mang theo trốn đông trốn tây. Khi hổ gia có không cho chúng ta phân tích một chút việc này có được hay không? Sơ mặt cười hỏi. Bạch hổ gật đầu nói, ta yêu tộc tuy xuống dốc đã lâu, nhưng rất nhiều tộc nhân vẫn là đắm chìm ở ngày xưa vinh quang bên trong. Trong tộc tình huống so các ngươi trong tưởng tượng muốn phức tạp, công hoàng quyền cùng thần quyền như muốn cán, khắp nơi thế lực ở đánh cờ trung. Sơ mặt có điểm nghi hoặc nói, hoàng quyền hẳn là yêu hoàng, thần quyền lại là cái gì? Thần quyền là ta yêu tộc yêu thần miếu, ở yêu tộc địa vị tôn sùng. Có thể chế ước yêu hoàng hoàng quyền. Bạch hổ giải thích nói. Tiêu giật phong khẽ nhíu mày nói, như vậy phức tạp. Khi lấy hổ gia xem ra, yêu hoàng hay không sẽ ứng chiến. Bạch hổ quyết đoán gật đầu nói, sẽ. Yêu hoàng long mộng từ trước đến nay cảm thấy trong tộc mắt cao hơn đỉnh, không tư tiến thủ, mộ khí trầm trầm. Hắn vẫn luôn tưởng sửa chính, nhưng bị ngoan cố thế lực ngăn cản vô pháp thực thi. Theo ta thấy, các ngươi lần này một nháo, yêu hoàng tất nhiên sẽ đồng ý này chiến. Ngươi thắng, hắn cũng vui với mượn ngươi tay đã kích những cái đó mắt cao hơn đỉnh yêu tộc, mượn này làm xấu hổ và giận dữ yêu tộc tiến hành cải cách. Ngươi bại, đó chính là tự rước lấy nhục. Mặc kệ ngươi thắng vẫn là bại, đối hắn đều là trăm lợi mà không một hại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 579, đây là chim bay phi đến mau đại giới. Tiêu Dật Phong nghi hoặc nói, kia thế lực khác chẳng phải là sẽ ngăn trở. Bạch Hổ lại lắc đầu nói, không, hiện giờ yêu tộc thế cục tình huống giằng co, vừa lúc thiếu một cái ngoại lực tới đánh vỡ. Mà các ngươi hỏi Thiên Tông cùng Thanh Đế Thành, chính là một cái thực thích hợp ngoại lực. Kế tiếp liền xem khắp nơi thế lực cuộc đua. Tiêu Dật Phong hiểu ý nói, hổ gia là nói chúng ta nếu có thể bày ra sau lưng thế lực thực lực, sẽ có thế lực tưởng hướng vấn Thiên Tông dựa sát. Bạch Hổ gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi càng cường biểu hiện ra đối sau lưng thế lực tầm quan trọng các ngươi liền sẽ càng an toàn các ngươi là này đó thế lực tương lai người cầm lái có cũng đủ lời nói quyền yêu tộc nội thế lực ngược lại sẽ nội đấu lên sơ mặt nghe xong ánh mắt sáng lên bưng lên một chén rượu cười nói hổ gia phân tích nhập một tam phân làm sơ mặt rộng mở thông suốt ta kính ngươi một ly bạch hổ ha ha, ha cười nói sơ mặt tiên tử quá khen ta cũng liền nói bừa thôi hổ gia khiêm tốn hổ gia nghĩ đến cũng là một phương bá chủ bằng không phân tích không được như thế thấu triệt sơ mặt cười nói sơ mặt tiên tử thật có thể nói hổ gia ta thích nghe tiểu tử này thực sự có phúc khí bạch hổ cười ha ha nói tiêu giật phong trầm ngâm một lát cười nói một khi đã như vậy ta cùng hắn cũng coi như theo như nhu cầu vậy là tốt rồi hắn cùng sơ mặt vốn dĩ ý tưởng là nếu yêu tộc ứng chiến kia chính mình hai người liền nói rõ ngựa xe trắng trợn táo bạo qua đi yêu hoàn thành nếu yêu tộc không ứng chiến chính mình hai người cũng chỉ có thể ở bên này che giấu lên chờ đợi dương kỳ chí hoặc là thu không đi tìm tới Bất quá bộ dáng này dễ dàng lẫn nhau bỏ lỡ, bởi vì chính mình đều đến trốn trốn tránh tránh, làm sao có thể tìm được đối phương đâu. Ba người ngồi dưới đất sướng liêu, sơ mặt thỉnh thoảng mở miệng hai câu, không khí cũng không xấu hổ. Tiêu Dật Phong phát hiện Bạch Hổ còn rất am hiểu lời nói, đỉnh đạt mà nói, mấy người nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Sơ mặt biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, lời nói tiếng thối có độ, cùng phía trước đang hỏi Thiên Tông khi lạnh như băng bộ dáng, khác nhau như hai người. Bạch Hổ cùng Sơ mặt rất là liêu đến tới, trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Bạch Hổ càng là đưa ra một phần lễ vật cấp sơ mặt. Đó là một tòa có thể tùy thân mang theo một cái loại nhỏ hành cung, đảo làm Tiêu Dật Phong có chút kinh hỉ. Mấy người rốt cuộc không cần màn trời chiếu đất, mà là có ngói che đầu, chính mình cũng coi như cọ sơ mặt hết. Tiêu Dật Phong không khỏi cảm khái, sơ mặt sư tỷ thật là trưởng bối duy nghịch thiên a. Hai người cáo biệt trở về thời điểm, Bạch Hổ âm thầm hướng Tiêu Dật Phong truyền âm nói, tiểu tử, ngươi đương dâm tặc không thành vấn đề, nghe lão ca đừng tai họa nhân gia cái này tiểu cô nương tiêu dật phong cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cười khổ đối bạch hổ truyền âm nói hổ gia cứ việc yên tâm bọn họ đi rồi bạch hổ vẻ mặt cổ quái Dịp thần gia hỏa này thân phận thật sự thế nhưng là chính đạo mẫu mực tiêu dật phong ở tiêu giật phong dùng ra thay trời hành đạo về sau hắn liền biết gia hỏa này không phải giả mạo tiểu tử này che giấu đến cũng thật thâm bất quá này chỉ sợ cũng là hắn trong đó một thân phận mà thôi đi rốt cuộc gia hỏa này chính là cái kia đại thừa kỳ thất sát ma quân nắm giữ một tòa tiên phủ cùng ngôi sao nhỏ sơn lão quái vật. Hảo gia hỏa, hai cái hóa thân đều hết sức quan trọng, chờ bọn họ đều trưởng thành lên, hắn một người liền đủ để quấy thiên hạ phong vân. Chờ tiêu giật phong trở lại sơn động trước, giờ phút này bạch đường đối diện hai cái tù binh động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Hai người tắt đối hắn trợn mắt giận nhìn, đau mắng không thôi. Tiêu giật phong đem tiểu hành cung tế ra, biến thành một tòa tinh tế nhỏ sinh hành cung, bên trong có bốn cái phòng. Thư giật là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hành cung, hưng phấn mà nhìn đông nhìn tây, làm sơ mặt nhìn cũng lộ ra ý cười. Hắn hiện tại tuy rằng có đôi khi cũng vẫn là sẽ nửa đêm làm ác mộng bừng tỉnh, nhưng ít nhất không hề như vậy khổ sở. Bạch Đường cũng tò mò mà nhìn kia tiểu hành cung, có chút hâm mộ. Tiêu giật phong đi đến hắn bên người, đối loan vũ vi hai người nói, các ngươi hai cái, hoặc là giao tiền chuột, hoặc là coi như ngưu làm mã, tuyển đi. Ngươi muốn nhiều ít tiền chuột. Khai cái giới. Loan vũ vi hỏi. Con rắn nhỏ này liền thu cái 300 cái cực phẩm linh thạch, ngươi liền 800 đi. Nhớ rõ đổi thành cực phẩm linh thạch. Tiêu Dật Phong cười nói. Loan Vũ Vi mở to hai mắt nhìn, nổi giận nói, dựa vào cái gì ta muốn 800 cực phẩm linh thạch? Hắn chỉ cần 300. Bởi vì ngươi là nữ tử a, tuy rằng tư sắc giống nhau, nhưng đương cái nha hoàng sai sử vẫn là có thể. Tiêu Dật Phong cười nói. Hỗn đảng, ngươi mới tư sắc giống nhau đâu. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Loan Vũ Vi cả giận nói. Tiêu Dật Phong cười tủm tỉm nói, ta hiện tại chính là ở đoạt A. Ngươi hoặc là liền giao tiền chuột, hoặc là liền lưu lại đương nha hoàng. Ngươi. Loan Vũ Vi tức giận đến thường thường bộ ngực không ngừng phập phồng, làm Tiêu Dật Phong xem đến thẳng lắc đầu. Hắn mịt mờ mà quét sơ mặt liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Loan Vũ Vi không hề gợn sóng thân thể. Đây là chim bay A, phi đến mau đại giới sao. Đều ma không có, thật đáng thương. Loan Vũ Vi may mắn không có thuộc độc tâm, bằng không phi liều mạng với ngươi không thể. Sư đệ, ngươi đâu ra như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái tạp niệm sơ mặt sắc mặt mất tự nhiên dụng tâm thanh quán trách nói tiêu dật phong sắc mặt cứng đờ như thế nào liền đã quên sơ mặt tâm linh tương thông xong rồi chính mình hình tượng hủy hoại sư tỷ ngươi nghe ta giải thích tiêu dật phong tiếng lòng nói sư đệ không cần phải nói ta hiểu sơ mặt thiện giải nhân ý nói tiêu dật phong khóe miệng trừ trừ ngươi không hiểu a à. chúng ta cũng có thể chụp thân sao Tân Hạo cùng Tân Mệnh trong miệng một lời hỏi. Tiêu Dật Phong quét bọn họ hai cái liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, có thể, một con 800 cực phẩm linh thạch, không đơn thuần chỉ là bán. Vì cái gì chúng ta cũng như vậy quý. Tân Mệnh cả giận nói, may mắn hắn là sư thân, bằng không chỉ sợ mặt hắc như đáy nồi. Các ngươi có thể kéo xe A, à, này tiểu thí hài tuy rằng có cánh, nhưng kia tiểu thân thể, chỉ sợ không đủ kéo xe. Tiêu Dật Phong cười nói. Chu Hồng Ngôn không biết nên may mắn hay là nên sinh khí, tuy rằng cảm thấy thực khuất nhục, nhưng giờ phút này không thể nghi ngờ càng tiện nghi càng tốt. Đại ca, ngươi xem ta một chút dùng cũng chưa, có thể hay không một trăm linh thạch? Bạch đường thiển mặt hỏi. Không được. Ngươi muốn một ngàn cực phẩm linh thạch. Một phân không thể thiếu. Không thể vũ nhục ngươi. Tiêu giật phong quyết đoán nói. Bạch đường vẽ mặt đưa đám nói, đại ca, ngươi cứ việc vũ nhục ta, không có việc gì. Ta là nam, lớn lên lại xấu, không thể đánh, không thể kéo xe, ta có ngoan tật, ta còn tiêu giật phong quyết đoán đánh gãy hắn cười nói nhưng ngươi là một nhân tài a à, nói chuyện lại dễ nghe ta thưởng thức ngươi xứng đáng loan vũ vi thấy thế cười lạnh nói ngươi này đàn bà chờ một chút làm đại ca đem ngươi kéo đi ấm ổ chăng bạch đường mắng bạch đường xứng đáng ngươi bị ma ngư tộc đuổi ra tới nên ngươi chết loan vũ vi chửi nói mắt thấy hai người muốn xảo lên tiêu giật phong ho khan một tiếng nói đều câm miệng có linh thạch giao linh thạch không có coi như ngư làm mã chu hồng ngôn cắn răng nói Ngươi buông ta ra, ta nhẫn trữ vật bên trong có yêu nguyên, đổi có thể để được với 300 linh thạch. Nhìn không ra tới, tiểu tử ngươi còn rất giàu có. Tiêu giật phong cười cười, đem hắn trói buộc cởi bỏ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Chương 580, hỏi thiên tông khiêu chiến, ta yêu tộc tiếp được. Chu hồng ngôn nhẹ nhàng thở ra, lo lắng nhất tiêu giật phong nói cái gì bắt làm tù binh hắn, nhẫn trữ vật đồ vật cũng là hắn linh tinh nói. Xem ra này nhân tộc tuy rằng đáng giận điểm, nhưng ít nhất vẫn là giảng điểm đạo lý nhưng hắn thực mau liền hắt một khuôn mặt, bởi vì tiêu giật phong ghét bỏ những cái đó là yêu nguyên, chính mình còn phải lấy về đi đổi. Cái này gian thương cư nhiên lấy một so không điểm bảy đổi suất mới bằng lòng muốn, dẫn tới hắn yêu nguyên đại suy giảm. Hắn bất đắc dĩ lấy pháp khí pháp bảo tới đổi, kết quả này lòng dạ hiểm độc gian thương cấp ra tới giá càng là làm hắn muốn cắn chết hắn. Cuối cùng chu hồng ngôn liền chiến giáp đều bị lột, thiếu chút nữa quần cộc đều đương mới thấu đủ tiền. Hắn từ nhỏ ở trong tộc nuông chiều từ bé, đâu chịu nổi loại này ủy khuất, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Tiêu Dật Phong không phải không nghĩ trực tiếp đem những trữ vật chiếm cho riêng mình, mà là như vậy ăn tương quá khó coi. Dễ dàng làm yêu tộc truy cứu. Làm cho bọn họ chính mình giao ra đây, như vậy tự nhiên liền hảo rất nhiều. Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc lột da. Loan Vũ Vi xem bất quá mắt, nổi giận mắng. Tiêu Dật Phong cười lạnh một tiếng nói, nhân gia còn có tiền chính mình chuộc thân, ngươi đâu? Sẽ không nghèo đến vang dội đi. Loan Vũ Vi nhất thời nghẹn lời, nàng bình thường ăn xài phung phí quán, yêu nguyên đều mua chút xinh đẹp vật phẩm trang sức cùng dưỡng nhan đang dược đi hiện giờ nàng yêu nguyên đích xác không nhiều lắm nhưng phải cho gia hỏa này đương thị nữ nàng liền khí tưởng tự sát tiêu giật phong thấy nàng vô ngữ bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu nói nguyên lai là cái quỷ nghèo chạy nhanh viết cái cầu cứu tinh hồi ngươi trong tộc làm cho bọn họ lấy linh thạch chuột người ta có thể đi rồi sao chu hồng ngôn nhược nhược địa đạo chờ một chút ngươi giúp này mấy cái gia hỏa mang lời nhắn đem ta yêu cầu tiền chuột đều báo trở về Tiêu Dật Phong nói. Vốn đang cho rằng hắn muốn qua cầu rút ván Chu Hồng Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, quyết đoán gật đầu nói, không thành vấn đề. Bạch Đường lại đứng dậy nói, cái này, ta có thể không cần. Ta nguyện ý cấp đại ca làm trâu làm ngựa. Tiêu Dật Phong kinh ngạc nhìn Bạch Đường liếc mắt một cái, nghĩ đến vừa mới Loan Vũ Vi nói đuổi ra ma ngư tộc, liền gật gật đầu. Loan Vũ Vi lại kinh thường nói, Bạch Đường, ngươi thật không biết xấu hổ. Ta vui, ngươi thế nào? Bạch Đường hồi dỗi nói. Tiêu Dật Phong đối Chu Hồng Ngôn nói, ngươi đi đi, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt tiền chuột, lần sau gặp mặt cấp. Chu Hồng Ngôn sợ hắn đổi ý, phát huy nhanh nhất tốc độ, hướng bên ngoài bay đi. Tiêu Dật Phong đóng cửa trận pháp vây trận, Chu Hồng Ngôn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đã đứng ở bên ngoài một chỗ đất trống trung. Hắn một lát không dám dừng lại, phán đoán phương vị, nhanh chóng bay trở về. Chờ Chu Hồng Ngôn trở lại yêu tộc, dẫn người tiến đến thời điểm, nơi đây đã người đi nhà trống đã nhiều ngày tiêu giật phong ở lẫm đông thành đối yêu tộc hạ chiến thư tin tức giống như động đất giống nhau nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài hai tên nhân tộc dám xuất hiện ở hoang dã nơi nói thẳng yêu vực thiên kiêu đều là phế vật công nhiên khiêu chiến toàn bộ yêu vực thiên kiêu toàn bộ yêu tộc đều chấn động trong lúc nhất thời quần chúng tình cảm mãnh liệt một đám hận không thể dùng nước miếng đem tiêu giật phong hai người chết đuối như bạch hổ theo như lời yêu tộc đại bộ phận người vẫn luôn đắm chìm ở ngày xưa vinh quang bên trong căn bản vô pháp tự kềm chế mà tiêu giật phong hai người này cử không thể nghi ngờ là trần trụi mà cho bọn họ hai bàn tay, chỉ vào mũi nói bọn họ chính là một đám rác rưởi này ai có thể nhẫn. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ yêu tộc đều kêu gào muốn đem tiêu giật phong hai người bầm thay vạn đoạn, muốn cho bọn họ biết yêu tộc không thể mạo phạm. Vô số yêu tộc thanh niên tài tuấn chủ động yêu cầu xuất chiến, muốn cho tiêu giật phong hai người biết yêu tộc không phải bọn họ có thể dương oai địa phương. Đến nỗi kia mấy cái bị thua yêu tộc tắc bị bọn họ mắng đến không đúng tí nào, thiếu chút nữa không ghim trên cục sĩ nhục. Tỉ như Loan Vũ Vi đã bị mắng thành một cái hoàn toàn sẽ không đánh nhau mảnh mai nữ lưu. Sư tộc song sinh tử hai huynh đệ kia căn bản không thể xem như chân chính thiên kiêu, hai cái cuồng vọng tự đại ngu xuẩn thôi. Bọn họ ở sư trong tộc cũng liền hai người hợp thể mới khó khăn lắm xếp hạng đệ thập, căn bản không phải cái gì đỉnh cấp thiên kiêu. Chu Hồng Ngôn tuổi tác còn nhỏ, này cũng không thành niên đằng xà, căn bản liền không thể giữ lời. Bạch Đường liền càng không cần phải nói, căn bản chính là ma ngư tộc chướng mắt khí tử, đã bị trục xuất ma ngư tộc. Tiêu Dật Phong bị bọn họ nói thành bắt nạt kẻ yếu gia hỏa, đánh đều là chút nhược chất nữ lưu hoặc là vị thành niên yêu tộc. Hắn yêu cầu tiền chuột càng là làm sư tộc cùng thanh loan nhất tộc tức giận đến thất khiếu bốc khói, có cho hay không đều là sỉ nhục. Cho chính là yếu thế, không cho tộc nhân của mình bị người sử dụng, càng là mất mặt. Tam tộc phái ra trong tộc cao thủ, thế muốn rửa mối nhục xưa, đem Tiêu Dật Phong cấp trảo trở về, thiên đao vạn quả. Yêu hoàng thành yêu trong cung. Yêu Hoàng Long Mộng nhìn phía dưới nước miếng bay tứ tung khắp nơi yêu vương cùng yêu tôn, không khỏi cái tráng gân xanh hơi nhảy. Lần này bởi vì vạn yêu đại hội, không ít yêu vương cùng tôn giả đều trước tiên đi tới nơi này. Tiêu Dật Phong lúc này đối yêu tộc tuyên chiến, dẫn tới yêu vương cùng tôn giả cũng tạc mau. Yêu Hoàng Long Mộng ho nhẹ một tiếng dò hỏi, chư vị, đối kia hỏi thiên tông thiếu điện chủ tuyên chiến ý hạ như thế nào? Trẻ con, không biết trời cao đất dày. Một cái hắc kim sắc áo gấm nam tử lạnh lùng nói. Một cái râu dê lão nhân vuốt ve râu dài nói, hắc hổ vương theo như lời có lý, bất quá hắn thân phận mẫn cảm, khi hỏi thiên tông nhưng không dễ chọc. Hơn nữa này tiêu giật phong tuy rằng là thiếu điện chủ, kỳ thật cũng coi như là điện chủ. Trong cung có gần nhất mới xuất quan yêu vương cùng tôn giả không khỏi nghi hoặc nói, dương lão có không nói tỉ mỉ. Lão nhân kia đem tô thiên dịch sự tình cùng bọn họ nói một lần, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, rồi sau đó lại rối rắm lên. Đen đuổi. Người nói hắn một cái chuẩn điện chủ, không hảo hảo ở người vực ngốc, tới ta hoang dã nơi xem náo nhiệt gì. Một cái trên đầu trường một sừng yêu vương mắng một cái khác trường tam giác mắt âm lãnh thanh niên cười lạnh nói một khi đã như vậy ứng chiến lại như thế nào chúng ta còn sợ hắn không thành đúng vậy thẳng nương tặc làm chúng tiểu nhân đánh đến hắn chạy vắt giò lên cổ một cái đỉnh sừng trâu yêu vương chụp bàn nói mặt khác yêu hoàng cùng tôn giả sôi nổi phụ họa phải cho tiêu giật phong một cái giáo huấn yêu hoàng khóe miệng không rõ ràng mà công lên này hỏi thiên tông tiêu giật phong tới thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa lần này vạn yêu đại hội liền phải bắt đầu Tiêu dật phong giờ phút này đã đến kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, không thể nghi ngờ sẽ càng làm cho yêu tộc càng thêm đoàn kết. Loại này quần chúng tình cảm mãnh liệt dưới tình huống, nếu hắn thực sự có bổn sự này đánh tới yêu hoàn thành. Hoàng thiên bí cảnh vì hắn mở ra một lần thì đã sao? Tốt nhất hắn có thể thế chính mình lấy ra như vậy đồ vật. Dù sao chính mình liền tính không tiếp chiến, con phía dưới những cái đó yêu vương nhóm cũng sẽ tiếp chiến. Trước cuộc có chút đồ của nhóm đem yêu tộc danh dự xem đến so cái gì đều phải trọng. Hơn nữa, có chút không an phận gia hỏa, phỏng chừng sẽ nhân cơ hội tưởng thông đồng hỏi thiên tông cùng bắt vượt bảy đế thành đi. Khiến cho ta nhìn xem, đều có này đó không an phận gia hỏa, tương lai lại nhất nhất thanh toán. Tưởng lật đổ ta long tộc thống trị. Khi đến nhìn xem các ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Giả như lần này hắn mưu hoa có thể thành công, người này đã đến hẳn là lợi cho đại tệ. Long mộng lại lần nữa ho khang một tiếng, cất cao giọng nói, một khi đã như vậy, truyền lệnh đi xuống, hỏi thiên tông kiêu chiến, ta yêu tộc tiếp được chỉ cần hai người bọn họ có thể một đường đánh tới ta yêu hoàn thành, ta yêu tộc liền cho hắn hai cái tiếng vào hoang thiên bí cảnh danh ngạch. Nếu là ở hoang thiên bí cảnh trung được giải nhất, về sau ta yêu tộc thiên kiêu thấy hai người bọn họ đều cúi đầu đường vòng mà đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh.